Y đạo quan đồ. Chương 276, xử lý nhẹ nhàng. Hà Hâm Nhan một mực ngồi trong xe cảnh sát đợi hắn, nhìn thấy Trương Dương đi ra, liền lao vào lòng hắn. Trương Dương ôm chặt lấy người cô ta, nâng cầm cô ta lên, phát hiện trên da thịt cô ta vẫn còn lành lạnh, liền nói trước tiên rời khỏi đây đã. Trương Dương dẫn Hà Hâm Nhan về nhà thuê của mình ở đối diện chính phủ thành phố. Hà Hâm Nhan sau khi tắm xong, phát hiện Trương Dương ngồi lặng trước TV, tuy mắt nhìn lên màn hình nhưng ánh mắt lại mê mang, không biết hắn đang nghĩ gì. Hà Hâm Nhan ngồi xuống cạnh hắn, nói khẽ anh có đói không, em đi làm thức ăn cho anh nhé. Trương Dương gật đầu, nói em đi xem thử trong tủ lạnh ấy, chắc có không ít đồ ăn đâu. Hà Hâm Nhan quay người đi. Không lâu sau bên trong phòng bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm phức, Hà Hâm Nhan cứ lên phòng khách rồi lại vào phòng bếp, không lâu sau liền nấu xong 4 món ăn. Trương Dương lấy ra một bình thanh giang đặc cung, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc của hắn có chút hỗn loạn. Hà Hâm Nhan rót một chén rượu cho hắn, nói, đừng uống nhiều, tâm tình của anh không được tốt, uống nhiều rất dễ say. Trương Dương nói, anh không sợ say. Em sợ. Trương Dương không khỏi cười nói, em cũng quan tâm anh quá nhỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hà Hâm Nhan xấu hổ nói, em là quan tâm tới mình thôi, sợ anh say rồi lại làm điều bất lợi với em. Trương Dương cầm chén rượu lên ực một cái uống cạn. Hà Hâm Nhan há miệng trợn mắt nói, uống rượu kiểu gì thế? Trương Dương nói, rượu có thể làm loạn tính, em nói vậy, ngược lại còn thành nhắc nhở anh nhịn em rất lâu rồi. Hà Hâm Nhan nói, em biết anh miệng thì nói xấu nhưng trong lòng lại rất thiện lương, anh không nhẫn tâm làm thương hại em đâu. Trương Dương nghe xong mà to cả đầu, được, coi như anh sợ em, anh nhường giường cho em, anh ngủ trên sàn nhà. Hà Hâm Nhan cười nói, Trương Dương, em càng lúc càng thích anh càng lúc càng có phong độ thân sĩ. Trương Dương nhìn cái má lúm đồng tiền của Hà Hâm Nhan, nuốt nước bọt đến ực một cái, trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó, ta không muốn có phong độ thân sĩ đâu. Trương Dương nằm trên sàn nhà, Hà Hâm Nhan ngủ trên giường, đôi mắt long lanh nhìn Trương Dương. Trương Dương có chút đau khổ quay người lại, cô bé, đừng có nhìn anh nữa, anh không chịu nổi giành vò như vậy đâu. Hà Hâm Nhan thò tay ra tắt đèn trên đầu giường, căn phòng lại rơi vào bóng tối, Trương Dương nghe thấy tiếng hô hấp khe khẽ của Hà Hâm Nhan, nói, ngủ sớm một chút đi. Hà Hâm Nhan ừ một tiếng, trầm mặc một lát rồi lại nói, Trương Dương. Gì vậy em? Hà Hâm Nhan lại trầm mặc, Trương Dương nghe thấy cô ta lét khét bò xuống giường, sau đó cảm thấy Hà Hâm Nhan chui vào trong chăn của hắn, thân hình mềm mại từ phía sau ôm lấy mình, em lạnh. Trương Dương sờ sờ tay Hà Hâm Nhan, phát hiện da thịt của cô ta không lạnh, mũi ngửi thấy mùi thơm dụ người của Hà Hâm Nhan, tim không khỏi đập nhanh hơn. Trương Dương nói khẽ, anh có biện pháp điều trị cho em, không biết em có nguyện ý không? Hà Hâm Nhan xấu hổ ừ một tiếng, miệng đã bị Trương Dương hôn lấy. Trong lòng cô ta vừa xấu hổ lại vừa sợ, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Trương Dương không chịu bỏ ra. Trương Dương nói khẽ, đừng ôm chặt như vậy, anh cởi quần áo cho em nhé. Không cho cởi. Không cởi thì trị bệnh làm sao được. Em tự cởi, đừng. Khi tia sáng đầu tiên chiếu vào trong phòng, thân hình dụ người của Hà Hâm Nhan vẫn quấn chặt lấy người Trương Dương. Trương Dương nâng cái cằm đẹp xinh của cô ta lên, hôn một cái lên khuôn mặt giống như hoa hải đường ấy. Lông mi đen dài của Hà Hâm Nhan rung rung như bướm đập cánh, hai giọt lệ trong suốt thuận theo gò má chảy xuống. Trương Dương nhìn thấy cô ta như vậy, cho rằng trong lòng cô ta đang rất khổ sở, không khỏi tự trách, xin lỗi, anh tối qua uống chút rượu, em lại quá hấp dẫn, cho nên mới. Hà Hâm Nhan véo lên tay hắn một cái, gắt, em có trách anh đâu, anh lấy đâu ra cái cớ hay thế, chút rượu đó đối với anh căn bản không đáng là gì cả. Trương Dương nói, cũng tại em quá hấp dẫn thôi. Hà Hâm Nhan ôm lấy cánh tay của hắn, tựa sát vào lòng hắn rồi ôn nhu nói, trong lòng em sớm đã giao mình cho anh rồi. Trương Dương trong lòng nổi sóng, lúc đang định ôm lấy Hà Hâm Nhan rồi triền miên thêm một trận nữa thì điện thoại của hắn đổ chuông, nhớ ra hôm nay còn phải tới tham gia nghi thức hỏa táng của cha Đỗ Thiên Dã, hắn vội vàng đứng dậy, nói, hỏng rồi, hôm nay còn có nhiều chuyện phải xử lý. Hà Hâm Nhan nhìn thân hình trần truồng của Trương Dương, mặt càng lúc càng đỏ. Giống như một đóa hoa hồng mang theo sương sớm, cô ta dùng chăn che mặt, không cho phép nhìn em. Trương Dương cười nói, em ở nhà đợi anh nhé, anh làm xong việc sẽ lập tức trở về. Hà Hâm Nhan ở trong chăn ừ một tiếng,
cho tới tận sau khi Trương Dương đi rồi mới dám thò đầu ra, vừa lật chăn thì thấy những điểm đỏ ở trên ga trải giường trắng phau, trong lòng không lại vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, từ ngày hôm nay mình đã thành nữ nhân của Trương Dương rồi. Bởi vì Đỗ Thiên Giã đã đặc biệt dặn dò, cho nên tầng lớp lãnh đạo Giang Thành đối với chuyện này lần cố gắng xử lý một cách gọn nhẹ nhất, trừ mấy thường ủy và phó thị trưởng ra, không có bao nhiêu người tới tham gia nghi thức cáo biệt di thể. Trong những cán bộ tham gia nghi thức ngày hôm nay, cấp bậc thấp nhất phải kể tới Trương Dương, phương pháp cáo biệt của Trương Dương khác với người ta thì cúi chào, hắn thì cung kính dập đầu với Đỗ Sơn Khôi ba cái, đây không phải là nịnh bợ, đây là bởi vì hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Đỗ Thiên Giã thân như anh em, nên dùng phương thức này để biểu đạt lòng kính trọng của mình đối với lão gia tử. Khiến Trương Dương cảm thấy kinh ngạc là La Tuệ Ninh không xuất hiện trong nghi thức cáo biệt di thể ngày hôm nay. Có điều bà ta vẫn nhờ người mang vòng hoa đến. Mấy người con trai con gái của Đỗ gia ngay đêm tới Giang Thành, tham gia nghi thức cáo biệt di thể của phụ thân, nhớ lần lần gặp cha cuối cùng, sức khỏe của Đỗ Sơn Khôi vẫn rất tốt, cho nên cái chết của ông ta đối với họ mà nói là vô cùng đột ngột, khiến họ rất là thương tâm. Trong lòng Đỗ Thiên Giã còn khổ sở hơn bất kỳ ai, gã quy trách nhiệm cái chết của cha lên người mình, nếu như gã sớm nói chuyện của mình và Văn Linh cho cha biết, chuyện của Văn Linh và Thôi Chí Hoán cũng sẽ không kích thích cha mẹ, cũng sẽ không xảy ra thảm kịch tại trạm xe lửa. Đỗ Thiên Giã vốn muốn đem nội tình của chuyện này nói cho anh chị, nhưng mẹ lại kiên trì bảo gã giữ bí mật, sau khi Đỗ Thiên Giã suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng nghe theo ý kiến của mẹ. Trần Sùng Sơn tới nơi trước khi Đỗ Sơn Khôi bị hỏa táng, ông ta bị cảnh sát chặn ngoài cửa, lúc Trương Dương ra ngoài nhìn thấy ông ta mới bảo họ thả cho ông ta vào. Trần Sùng Sơn tới tiễn Đỗ Sơn Khôi đoàn đường cuối cùng, nhìn dung nhan lão chiến hữu ngày trước cùng mình chiến đấu, Trần Sùng Sơn không nhịn được mà lệ giả chứa chan, ông ta hôm nay mặc một bộ quân trang được tẩy trắng bệch, cung kính cúi chào Đỗ Sơn Khôi ba cái, sau đó hành quân lễ tiêu chuẩn. Lúc người ta lễ, Phùng Ngọc Mai nắm chặt tay Trần Sùng Sơn, lão Trần. Lão Trần, bà ta muốn nói gì đó, nhưng Trần Sùng Sơn lắc đầu, nói chị, đừng nói gì cả, cố nén bi thương, chúng ta tiễn lão Đỗ. Phùng Ngọc Mai gật đầu, nước mặt lại rơi. Lúc đưa Đỗ Sơn Khôi đi hỏa táng, Trương Dương bước tới Trần Sùng Sơn, hỏi nhỏ, bác Trần, bác có tới Bắc Kinh không? Trần Sùng Sơn lắc đầu, nói tôi tới tiễn lão Đỗ đoạn đường cuối cùng, tôi không đi Bắc Kinh đâu. Trương Dương nói, tư lệnh sở cũng sẽ tới Bắc Kinh, lúc đó tới tham gia lễ truy điệu của Đỗ lão nhất định có không ít chiến hữu của bác, tới gặp mặt họ đi. Trần Sùng Sơn nói, tôi sống một mình ở trong núi lâu rồi, đã không còn thích ứng với trường hợp đông người, trong lòng có là được rồi, không cần hình thức gì cả. Trương Dương gật đầu, trong lòng thì hiểu rằng Trần Sùng Sơn có 89/10 là bởi vì Đỗ Thiên Giã. Đỗ Sơn Khôi xương cốt chưa lạnh, Trần Sùng Sơn rõ ràng không muốn để Đỗ Thiên Giã biết quan hệ giữa bọn họ. Trần Sùng Sơn nói, Trương Dương, cậu là bí thư Đỗ là bạn bè, vào những lúc như thế này anh ta cần được người ta quan tâm nhất, cậu cố gắng khuyên bảo, giúp đỡ anh ta nhé. Trương Dương nói, cháu cũng không đi Bắc Kinh, bí thư Đỗ không muốn để chuyện trong nhà có ảnh hưởng quá lớn, anh ấy muốn xử lý chuyện này thật âm thầm, lãnh đạo thị ủy Giang Thành chúng cháu đa số cũng không đi tham gia lễ truy điệu. Trần Sùng Sơn nói, làm vậy là đúng. Đại thị trưởng Giang Thành Tả Viên Chiêu và phó thị trưởng Viên Thành Thích, phó thị trưởng Vệ Ngạo Thương cùng bước ra. Tả Viên Chiêu nhìn thấy Trương Dương liền vẫy tay với hắn. Trần Sùng Sơn nói, tôi đi đây, các cậu bàn chính sự đi. Trương Dương vốn muốn tiễn ông ta, nhưng Trần Sùng Sơn xua tay, nói, không cần, tôi biết đường. Tả Viên Chiêu không nhận ra Trần Sùng Sơn, nhìn ông đi xa liền hỏi Trương Dương, chiến hữu của Đỗ lão à? Trương Dương gật đầu, thị trưởng Tả tìm tôi có việc gì? Tả Viên Chiêu chỉ sang bên cạnh, Trương Dương và ông ta đi sang một bên, vẻ mặt của Tả Viên Chiêu ngưng trọng, kỳ thật thế này cũng là rất bình thường, tới nhà tang lễ, kiểu gì anh cũng thấy nặng nề. Nhưng vẻ nặng nề của Tả Viên Chiêu lại không chỉ bởi vì cái chết của Đỗ Sơn Khôi, ông ta nói nhỏ, tôi nghe nói con gái của Phó Thủ tướng Văn đang ở Bệnh viện Nhân dân số 1 à. Trương Dương không cảm thấy kỳ quái, dẫu sao viện trưởng Tả Ủng Quân của Bệnh viện Nhân dân số 1 là anh ruột của ông ta, Văn phu nhân tới bệnh viện thăm con gái, chuyện lớn như vậy ông ta không thể không biết, Trương Dương gật đầu. Tả Viên Chiêu lại nói, lúc xảy ra tai nạn cậu cũng có mặt ở đó à. Trương Dương nói, chuyện này rất nhiều người đều nhìn thấy. Hắn trả lời rất ba phải, đây là chỗ cao minh của hắn, tôi không chủ động nói rõ, ông thích hiểu thế nào thì hiểu. Tả Viên Chiêu cũng không phải là một người chuyện gì cũng đào gốc rễ lên mà hỏi,
ông ta chỉ muốn thông qua Trương Dương để chứng minh Văn phu nhân quả thật đã tới Giang Thành. Tả Viên Chiêu nói, thị lý có cần tới thăm hỏi không? Ông ta hỏi rất hàm xúc, trên thực tế là hỏi mình có cần tới thăm không? Trương Dương nói, Văn phu nhân không muốn chuyện này ầm ĩ ra ngoài, bỏ đi. Tả Viên Chiêu gần đầu, thở dài, phiền phức thật sự là không ít. Trương Dương nói, tôi còn nghe nói giám đốc Thôi Chí Hoán của tập đoàn An Đại Hàn Quốc bị bắt rồi, nghe nói là gián điệp Hàn Quốc. Tả Viên Chiêu lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, có chút kinh ngạc ồ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, những chuyện này chúng ta không quản được. Trương Dương quay về phòng chiêu thương thì phát hiện có người đang đợi mình, người này là chủ tịch tập đoàn An Đại Lưu Dân Trí, Thường Lăng Phong đang nói chuyện với y trong phòng khách, thấy Trương Dương tới, gã đứng dậy, nói chủ nhiệm Trương tới đúng lúc lắm. Lưu tiên sinh đợi anh lâu rồi. Lưu Dân Trí vẻ mặt bất thiện, kỳ thực y vốn không muốn tới phòng chiêu thương, nhưng hôm nay các lãnh đạo chủ yếu của Giang Thành cơ hồ đều tới nhà tang lễ, y không tìm thấy chỗ có thể kháng nghị, cho nên mới tới phòng chiêu thương. Lưu Dân Trí nói, Trương tiên sinh, tôi muốn hỏi anh, Thôi Chí Hoán rốt cuộc là phạm tội gì mà các anh muốn giam anh ta? Thường Lăng Phong giúp Lưu Dân Trí phiên dịch. Trương Dương cười nói, Lưu tiên sinh, chuyện này tôi cũng không được rõ lắm. Có thể là có chút hiểu lầm, nghe nói là liên quan tới phương diện an toàn quốc gia. Lưu Dân Trí nói, tôi thực sự là không hiểu, chúng tôi từ Hàn Quốc mang theo thành ý tới bàn việc hợp tác với các anh, phía Giang Thành các anh không có thành ý thì cũng thôi đi, còn dùng loại thủ đoạn này để đối phó với người của tôi, thật sự là khiến người ta lạnh lòng. Trương Dương nói, Lưu tiên sinh, chúng tôi cũng rất có thành ý với tập đoàn An Đại, đối với mỗi một người khách tới Giang Thành đầu tư, chúng tôi đều hoan nghênh. Chúng tôi sẽ không mang theo thành kiến mà nhìn người ta, càng không đặc biệt nhắm vào ai cả. Trung Quốc là một xã hội pháp trị, dưới tiền đề chưa có chứng cứ xác thực, chúng tôi không thể nào tùy tiện bắt người. Lưu Dân Trí nói, cái gọi là chứng của các anh rốt cuộc là gì? Từ tối qua tới hiện tại đã qua 10 tiếng đồng hồ rồi, tới giờ vẫn chưa giải thích với phía chúng tôi. Trương Dương cười nhạt, nói, Lưu tiên sinh tới Trung Quốc là để làm kinh tế. Tôi không cảm thấy trừ phạm chủ kinh tế ra thì còn cần giải thích với ngài điều gì. Lưu Dân Trí bị câu nói này của Trương Dương khiến cho tức giận, tôi coi như là biết thái độ đối đã với khách của người Trung Quốc các anh rồi. Trương Dương nghiêm mặt nói, ngài sai rồi, tôi chỉ đại biểu cho mình, lớn hơn một chút là đại biểu cho phòng chiêu thương Giang Thành, tôi không thể đại biểu cho Giang Thành, cũng không thể đại biểu cho tỉnh Bình Hải, càng không thể đại biểu cho Trung Quốc. Nếu như ngài muốn tôi nói một câu vượt qua phạm vị chức quyền của mình, tôi cũng không ngại nói cho ngài nghe. Dùng một câu tục ngữ đó là bạn bè tới thì có rượu ngon, còn nếu xài lang tới thì nghênh đón nó chỉ có súng săn. Tôi coi Lưu tiên sinh ngài là bạn bè, nhưng Thôi Chí Hoán thì vừa hay thuộc phạm vi bị súng săn đả kích. Trong cặp tài liệu của Thôi Chí Hoán có tư liệu quân sự cơ mật của Triều Tiên, tướng lĩnh Triều Tiên Lý Bỉnh Canh thông qua Thiệu Thành Nham trao tay cho Thôi Chí Hoán không ít tư liệu, đối với hành động gián điệp của người nước ngoài tại quốc nội, vốn không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Nhưng sự gia nhập của Triệu Thành Nham khiến cho cao tầng của quốc an phẫn nộ, càng khiến cho người ta không thể nào chịu được là Thiệu Thành Nham cũng đồng thời cung cấp một số tư liệu nội bộ của quốc an cho Thôi Chí Hoán. Hành động lần này của quốc an do Cục 7, Cục 8 Liên Hợp phụ trách, Trương Bích Quân vào tối ngày hành động thu lưới đã tới Giang Thành, cô ta là phó cục trưởng Cục 4, nhưng bởi vì Triệu Thành Nham từng là cựu bộ của cô ta, hơn nữa cả hành động đều do nhân viên Cục 4 chấp hành, cho nên cô ta được phái tới toàn quyền phụ trách chuyện này. Trương Dương vào trưa ngày hôm đó gặp mặt Trương Bích Quân, tâm tình của Trương Dương hôm nay không được thoải mái, không phải chỉ bởi vì cha của Đỗ Thiên Giã mới mất, còn bởi vì Văn Linh lại một lần nữa rơi vào mê man. Căn cứ vào tin tức mới nhất mà phía bệnh viện truyền tới, Văn Linh đã thành người thực vật, là Tuệ Ninh từ tối hôm qua gặp mặt Trương Dương thì không liên lạc với hắn nữa, buổi sáng đã quyết định đưa Văn Linh về Bắc Kinh trị liệu. Trương Dương đối với kết cục của Văn Linh thì cũng chẳng cảm thấy thương xót gì cả. Có điều chuyện này dẫu sao cũng là do hắn một tay tạo thành, là hắn đánh cho Văn Linh trở lại nguyên hình, cho tới giờ hắn vẫn không rõ Văn Linh rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy. Trương Bích Quân từ vẻ mặt của Trương Dương nhìn ra tâm tình của hắn không được tốt, mỉm cười nói, lần này anh lập được đại công, cấp trên chuẩn bị khen thưởng anh. Trương Dương cười cười, tự tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, tôi lập công cũng là may mắn thôi, tôi hôm nay sở dĩ tới đây cũng là để hỏi rõ chuyện này. Trương Bích Quân nói, Cục 7 của Quốc an phụ trách công tác thu thập tình báo gián điệp ngoại quốc, Cục 8 thì phụ trách công tác giám sát, điều tra, bắt giữ gián điệp ngoại quốc, người phát hiện và hoài nghi Thôi Chí Hoán làm công tác gián điệp sớm nhất là bọn họ,
về sau lại hoài nghi Thiệu Thành Nham, bởi vì người này từng là cựu bộ của tôi, cho nên mới giao chuyện này cho cục 4 của chúng ta. Trương Dương nói, thật đúng là phức tạp, xem ra nội bộ các cô nên thanh lý đi, nhiều nội gián như vậy, tập thể làm sao mà có sức chiến đấu. Điều mà hắn quan tâm là chuyện của Văn Linh, liền hỏi nhỏ, Văn Linh trong đây rốt cuộc là sắm vai gì? Chẳng lẽ cô ta cũng tham gia vào sự kiện gián điệp ư? Trương Bích Quân nói, tôi cũng rất lạ, theo lý mà nói thì Văn Linh chắc không biết những chuyện mà Thôi Chí Hoán làm, Thôi Chí Hoán ban đầu tiếp cận cô ta chắc cũng chỉ là muốn tìm một ô dù, thông qua sự điều tra của chúng tôi, phát hiện Văn Linh ở Hàn Quốc từng cùng với Thôi Chí Hoán tới mấy nơi. Đi du lịch cùng Hau thì không có gì là lạ cả. Trương Bích Quân lấy một bản dập ra, có nhận ra thứ này không? Trương Dương ghé vào nhìn, thấy trên bản dập vẽ một đồ phổ kinh mạch của cơ thể người. Bên cạnh còn có từng dòng chữ nhỏ, tiêu đề là bốn chữ lớn, nghịch chuyển càn khôn. Trương Dương nhíu mày, hắn chẳng có khái niệm gì về thứ này cả, có điều từ kiểu chữ và thủ pháp vẽ đồ hình thì bức đồ phổ này chắc là có từ thời Đại Tùy. Lúc Trương Dương xem ảnh, Trương Bích Quân lại quan sát vẻ mặt của hắn, nói khẽ anh hình như rất hứng thú với thứ này. Trương Dương nói, tôi thích sưu tập đồ cổ. Trương Bích Quân cười cười, đưa tấm ảnh cho hắn, cầm đi, thứ này chúng tôi không cần. Trương Dương như lấy được chí bảo, tuy hắn không biết thứ này là gì, nhưng tối qua Văn Linh sở di coi trọng cặp tài liệu như vậy thì chắc là vì bản dập này, Trương Dương cẩn thận thu lại bản dập. Trương Bích Quân nói, tôi đã gặp tài xế xe khách đó, y một mực chắc chắn là Văn Linh là lúc bị cậu truy đuổi không cẩn thận mới va phải xe. Trương Dương cười khổ, nói tôi quả thật là có đuổi theo cô ta, lúc đó tôi không hiểu cô ta vì sao lại cầm tài liệu bỏ chạy, hơn nữa các cô đã dặn dò rồi. Bất kể là như thế nào cũng phải đoạt lại mớ tài liệu này. Trương Bích Quân nói, từ trên một loại ý nghĩa nào đó, cậu đã phải chịu oan ức thay cho quốc an chúng tôi. Cô ta vẫn rất đồng tình với Trương Dương, Văn Linh là con gái của Phó Thủ tướng, Trương Dương lại là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn. Từ tình hình nắm được hiện tại cho thấy, chuyện của Văn Linh Trương Dương rõ ràng phải chịu trách nhiệm chủ yếu, tuy là Tuệ Ninh hiện tại chưa tỏ ý muốn truy cứu trách nhiệm của Trương Dương. Nhưng chuyện này ắt sẽ là ảnh hưởng tới quan hệ giữa bà ta và Trương Dương. Trương Dương nói, chuyện đã xảy ra rồi, nói gì cũng vô dụng. Trương Bích Quân bảo, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cấp thoát khỏi trách nhiệm, đương nhiên Văn gia không truy cứu chuyện này thì sự việc sẽ dễ giải quyết hơn. Trương Dương nghe ra ý ngầm trong lời nói của Trương Bích Quân, nếu như Văn gia truy cứu chuyện này, e rằng thân phận của mình sẽ gặp nguy hiểm bị bại lộ. Trương Bích Quân an ủi Trương Dương, cho dù chuyện phát triển tới mức xấu nhất thì anh cũng vẫn còn có con đường quốc an mà, nếu thực sự không được thì tôi sẽ điều anh tới công tác ở Hương Cảng. Trương Dương cười nói, đến nỗi thế cơ à, chuyện này không nghiêm trọng như cô tưởng tượng đâu, tôi tin tất cả đều sẽ được giải quyết thuận lợi. Sau cùng hắn đề xuất vấn đề đã quấy nhiễu mình suốt hai hôm nay, Văn Linh rốt cuộc có phải là gián điệp không? Trương Bích Quân lắc đầu, nói cô ta chắc là không biết gì về chuyện này. Tôi tới giờ cũng chưa rõ, cô ta rốt cuộc là thực sự thích Thôi Chí Hoán, hay là muốn từ trong tay Thôi Chí Hoán đoạt được thứ gì đó. Văn Quốc Quyền nhìn khuôn mặt trắng bệch con gái, cả người ngây đơ ra đó, ông ta thực sự không tin vào những gì ở trước mặt, con gái đột nhiên lại biến thành bộ dạng như trước đây, ngủ say không tỉnh, chẳng lẽ đây là số mệnh của nó ư? La Tuệ Ninh nhẹ nhàng vỗ vai chồng, so với Văn Quốc Quyền thì bà ta có thể tiếp nhận hiện thực trước mắt hơn. Văn Quốc Quyền nói, Trương Dương vì sao lại đuổi theo Tiểu Linh? La Tuệ Ninh nói, chuyện này không trách Trương Dương, là em bảo nó theo sát Tiểu Linh. Văn Quốc Quyền nắm chặt bàn tay lạnh toát của con gái, nói nhỏ, Trương Dương chắc là có biện pháp cứu nó. La Tuệ Ninh lắc đầu, nói, em nhìn ra, Trương Dương hiện tại chắc cũng bó tay. Tại sao? Văn Quốc Quyền quay đầu lại, lớn tiếng nói, hắn đã có thể cứu nó một lần, vậy thì có thể cứu lần thứ hai. Hắn có năng lực này mà. La Tuệ Ninh nói, lần trước Trương Dương cứu Văn Linh cơ hồ là phải lấy mạng bù vào, lần này nó chắc sẽ không lấy sinh mạng ra mạo hiểm nữa đâu. Hơn nữa anh đừng quên, lần trước nó là vì Đỗ Thiên Giã, mà lần này. Văn Quốc Quyền mỉm chặt môi, ông ta cẩn thận đặt lại tay con gái, đứng dậy nói, cái chết của Đỗ Sơn Khôi là bởi vì Tiểu Linh ư. La Tuệ Ninh nói, Đỗ Hua không lộ ra chuyện này, em vốn muốn tham gia lễ cáo biệt di thể của ông ta. Nhưng Tiểu Linh lại xảy ra chuyện, về sau em nghĩ kỹ lại, có lẽ em không thích hợp xuất hiện ở đó. Văn Quốc Quyền nói khẽ, bất kể là như thế nào, lễ truy điệu của ông ta chúng ta đều phải tham gia, người ngoài đều biết quan hệ giữa hai nhà chúng ta,
Tiểu Linh đã thành như thế này rồi, chúng ta cũng phải tỏ ý trước mặt người ta. La Tuệ Ninh nuốt lệ nói, Quốc Quyền, anh có phát hiện ra không, con gái từ sau khi tỉnh dậy, nó đã không còn là đứa bé trước kia nữa, nó đã thay đổi rồi, không chỉ là thay đổi với Đỗ Thiên Dã, mà nó đối với em, với anh, đối với người nhà chúng ta cũng đều thay đổi. Văn Quốc Quyền quay người lại nhìn con gái, có lẽ tất cả đều chưa hề thay đổi. La Tuệ Ninh nặng lẽ suy ngẫm lời nói của Hồng, ánh mắt nhìn lên mặt con gái. Đúng vậy, tất cả lại quay lại như xưa, không có gì thay đổi cả. Tuy Đỗ Thiên Dã đã đáp ứng mẹ giữ kín sự thực cha là bởi vì Văn Linh mà tức giận đến nỗi xuất huyết não rồi đột tử, nhưng gã cuối cùng cũng không thể nào chịu đựng nổi áp lực tâm lý và sự dày vò, dưới sự tra hỏi của anh chị đã đem tiền nhân hậu quả nói ra rõ ràng. Người của Đỗ gia trên dưới đều nảy sinh oán niệm cực lớn đối với Văn gia, bọn họ thậm chí còn tỏ ý đòi đến nhà Văn gia nói chuyện, vào thời khắc quan kiện vẫn là Phùng Ngọc Mai đứng ra, bà ta rất lý trí, rất lạnh lùng nói một câu, chuyện này không trách được ai cả, mẹ tin cha các con nếu ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không truy cứu, nếu như các con còn tôn trọng người mẹ này, vậy thì đừng ai nhắc tới chuyện này nữa. Phùng Ngọc Mai nói xong câu này liền bảo, những người khác đi ra đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với Thiên Dã. Sau mọi người lui ra, Đỗ Thiên Dã đi tới ngồi cạnh mẹ, nhìn mẹ càng ngày càng nhiều tóc bạc, Đỗ Thiên Dã trong lòng cũng không khỏi thấy chua xô, run giọng gọi, mẹ. Phùng Ngọc Mai nắm chặt tay con trai, hiền lành nói, Thiên Dã, con biết mẹ vì sao muốn giấu con chuyện của Văn Linh không? Đỗ Thiên Dã nói khẽ, con biết, mẹ sợ con khó xử, sợ các anh chị sẽ oán trách con. Phùng Ngọc Mai lắc đầu, nói Thiên Dã, tính cách của con tất cả mọi người đều biết. Đỗ gia chúng ta không một ai oán trách gì con, chuyện của cha con đích xác là có nguyên nhân của Văn Linh, lúc đó mẹ cũng rất tức giận, nhưng xong chuyện bình tĩnh nghĩ lại, chuyện này cũng không oán trách được người ta, chuyện tình cảm đều là hai bên tình nguyện, Văn Linh và con quá khứ rất yêu nhau, nhưng nhiều năm đã trôi qua rồi, tất cả đều thay đổi, tim của người ta đã không còn đặt trên người con trai mẹ cũng nghĩ thông rồi. Con nói xem, vậy thì cha mẹ có gì mà phải tức giận? Đỗ Thiên Dã biết mẹ sở dĩ nói vậy là muốn khiến mình đỡ dây dứt, là để mình không phải chịu quá nhiều áp lực, gã nghẹn ngào nói, mẹ, con hiểu rồi. Phùng Ngọc Mai vỗ mờ u bàn tay con trai, nói con không hiểu đâu, chuyện của cha con cũng không ai ngờ tới được, lễ truy điệu ngày mai sẽ có rất nhiều lão chiến hữu, lão bằng hữu của ông ấy tới, nói tới cùng chuyện lần này cũng là chuyện nhà, mẹ không muốn làm to chuyện, càng không muốn bị người hữu tâm lợi dụng. Đỗ Thiên Dã nghe tới đây mới hiểu mẹ mình đang lo lắng điều gì, chuyện của Văn Linh có rất ít người biết, nhưng một khi bị tiết lộ ra, ắt sẽ khiến một số lão chiến hữu của cha mình nghĩa phẫn điền ưng, có lẽ sẽ vì thế mà nảy sinh oán niệm đối với Văn gia, đây rõ ràng là chuyện mà mẹ không muốn nhìn thấy. Phùng Ngọc Mai, nói, mẹ vừa nghe nói Văn Linh bị tai nạn, đã được đưa về Bắc Kinh rồi. Đỗ Thiên Dã hơi ngây người, từ sau khi cha chết, gã một mực ở trong nhà, không để ý tới chuyện của Văn Linh. Không ngờ cô ta cũng xảy ra bất trắc. Phùng Ngọc Mai nói, Thiên Dã, bỏ đi, chuyện này đến đây là kết thúc. Đáp ứng với mẹ được không? Đỗ Thiên Dã nhìn ánh mắt đầy chờ mong của mẹ, cuối cùng cũng gật đầu thật mạnh. Lúc Trương Dương nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Dã thì đang ở sân bay tiến Hà Hâm Nhan, cô ta phải tới Bắc Kinh làm đại diện cho hãng mỹ phẩm. Trương Dương bảo cô ta thuận tiện tới tham gia lễ truy điệu Đỗ Sơn Khổi, giúp mình tặng vòng hoa. Hà Hâm Nhan quyến luyến không nỡ rời xa vẫy tay với Trương Dương, bước vào cửa đăng ký. Sau khi cô gái biến thành đàn bà, luôn sản sinh ra tình quyến luyến với nam nhân của mình. Trương Dương vừa nhận điện thoại vừa vẫy tay với Hà Hâm Nhan. Giọng nói của Đỗ Thiên Dã có chút khàn khàn, Trương Dương, Văn Linh bị sao rồi? Trương Dương nói, Văn phu nhân bảo tôi theo cô ta, tôi cũng không biết cô ta vì sao lại muốn chạy, kết quả không cẩn thận va phải xe khách, mạng thì vẫn còn. Nhưng lại thành người thực vật rồi, tôi đã kiểm tra cho cô ta, lần này so với trước kia còn nghiêm trọng hơn một chút, tôi cũng chịu rồi. Trương Dương chặn luôn yêu cầu mà Đỗ Thiên Dã có thể đề xuất, hắn sợ Đỗ Thiên Dã lại cầu mình đi cứu Văn Linh, với nội lực hiện tại của hắn căn bản không thể cứu tỉnh được Văn Linh, nếu như lại dùng chiêu kim châm châm huyệt, 8-9 phần 10 là phải góp thêm các mạng của mình vào. Và lại, cho dù hắn có năng lực cứu Văn Linh thì hắn cũng không muốn cứu, Văn Linh cả người tỏa ra vẻ quỷ dị. Trương Dương thậm chí còn hoài nghi, cô ta có phải cũng xuyên qua giống như mình không, nếu không tại sao lại có thể biết âm sát tu la trưởng. Cùng với một loạt những chuyện đầy thần bí xung quanh Văn Linh, Trương Dương hiện tại đã liên hệ tất cả rất nhiều chuyện đã xảy ra với Văn Linh,
có một điểm hắn vẫn nghĩ không thông, Văn Linh vì sao lại muốn làm vậy? Làm những chuyện đó rốt cuộc là có lợi ích gì cho cô ta? Theo sự hôn mê của Văn Linh, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không được giải quyết. Đỗ Thiên Dã lần này không yêu cầu Trương Dương làm gì, ý thức được Trương Dương bởi vì chuyện của Văn Linh là tình cảnh hiện giờ cũng không tốt, chuyện này khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với quan hệ giữa Trương Dương và Văn Gia. Trong mắt Đỗ Thiên Dã, Trương Dương đi tìm Văn Linh lý luận có 89 phần 10 là vì hắn. Đỗ Thiên Dã trong lòng có chút cảm định, gã nói khẽ, đừng nghĩ nhiều, chuyện rồi nhất định sẽ được giải quyết. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi không sao cả, anh cứ lo tang sự cho lão gia tử cho xong đi. Ừ. Trương Dương gác điện thoại thì nhìn thấy cách đó không xa có một người đang nhìn mình, thì ra là quản đốc nhà máy trang phục số 1 Giang Thành, Tiết Minh. Tiết Minh theo lời mời của Lâm Thanh Hồng vừa từ Bắc Kinh tham gia cuộc biểu diễn tới trang quốc tế, vừa xuống máy bay thì nhìn thấy Trương Dương, có điều Trương Dương vừa rồi nghe điện thoại cho nên Tiết Minh không làm phiền hắn. Đợi khi Trương Dương gác điện thoại, Tiết Minh mới cười cười bước về phía hắn, nói chủ nhiệm Trương, có cần long trọng vậy không, còn đặc biệt tới đón tôi nữa. Y cũng chỉ là cố ý nói đùa. Trương Dương đương nhiên không phải tới đón y, liền cười nói, đừng có mà tự tác đa tình, tôi đi tiễn người. Tiết Minh nói, Hà Hâm Nhan, minh tinh quảng cáo phải không? Trương Dương lúc này mới biết y ở bên cạnh mình nhìn rất lâu, rất âm hiểm cười nói, có những lời không nên nói thì đừng nói, cẩn thận tôi diệt khẩu đó. Tiết Minh cười ha ha, được, tôi không thấy gì cả. Chương 277, oan gia gặp mặt. Hai người sánh vai bước ra khỏi sân bay Giang Thành, Trương Dương cho Tiết Minh đi nhờ để khỏi phải bắt xe. Bởi vì xe Jeep của Trương Dương đang sửa, hiện tại đang lái xe Santana mới mua của phòng chiêu thương. Trương Dương vừa lái xe vừa nói, nghe nói anh tới Bắc Kinh tham gia buổi diễn thời trang à. Tiết Minh gật đầu, nói thu hoạch rất lớn. Nghề phục trang trong nước chúng ta so với quốc tế thì còn kém rất xa, loại khoảng cách này là toàn phương vị. Trương Dương nói, lại xính ngoại rồi à. Không phải là sinh ngoại, đó là sự thực, chỉ có nhìn thẳng vào khoảng cách này thì chúng ta mới có thể tiến bộ được. Trương Dương không có tâm tình nghe Tiết Minh nói về kế hoạch cải cách của y, thở dài nói, hợp tác với Thiên Kiêu vẫn thuận lợi chứ. Tiết Minh cười nói, Lâm Tổng là một người làm được việc, lúc ban đầu tôi quả thật có chút cực đoan. Hiện tại xem ra sự hợp tác của chúng tôi đều có lợi cho cả hai bên. Trương Dương nói, cuối cùng cũng biết nói tiếng người rồi à. Lần trước tôi dẫn Lâm Thanh Hồng tới bàn chuẩn hợp tác với các anh đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm, luôn cảm thấy tôi muốn hãm hại các anh. Tiết Minh xấu hổ cười nói, cải cách đối với chúng ta mà nói là một quá trình lần mò từng bước, các anh làm lãnh đạo đứng ở trên cao, nhìn cái gì cũng đương nhiên là xa hơn chúng tôi. Để tỏ lòng xin lỗi với chủ nhiệm Trương, hôm nay tôi xin mời anh ăn cơm, sao hả? Nể mặt đi. Trương Dương gật đầu, nói, gọi cả Lưu Kim Thành tới đi. Tới thủy thượng nhân ra nhé. Tiết Minh nói, đồ ăn ở đó đắt lắm, tôi là bỏ tiền túi. Tôi dẫn các cậu tới một chỗ rất ngon. Chỗ nào? Quán thịt bò ở đường cổ. Tiết Minh là người công tư phân minh, cho dù là mời vị lãnh đạo thượng cấp như Trương Dương, y cũng không dùng một phân tiền công, đương nhiên từ một loại ý nghĩa khác mà nói, y đã coi Trương Dương là bạn bè. Tiết Minh mời quản đốc nhà máy rượu Lưu Kim Thành, cái lợi của mời gã chính là tiết kiệm được tiền rượu. Lưu Kim Thành mang theo Thanh Giang Đặc Cung, Trương Dương gọi Khương Lược, Điền Bân tới, Đỗ Vũ Phong và Tần Bạch bởi vì tối nay còn có nhiệm vụ nên không tới. Năm người ngồi ở bán thấp của quán thịt bò ở đường cổ ngay cả biển hiệu cũng không có, nhưng sinh ý lại đặc biệt thịnh phượng, xe hơi đỗ ở cửa dài rằng rặc, nếu như không phải là Tiết Minh đặt bàn trước thì bọn họ căn bản không có chỗ mà ngồi. Trương Dương ngồi xuống, không nhịn được liền đá đều Tiết Minh à Tiết Minh. Anh là một người bủn xỉn nhất mà tôi đã từng gặp đó. Tiết Minh cười nói, tiền lương của tôi ít, đành chịu thôi. Y cầm bình đồng lên, rót cho mỗi người một chén canh thịt bò thơm phức, thưởng thức đi, hoàn cảnh ở nơi này tuy hơi kém một chút, nhưng vị đạo nhất lưu đó. Khương Lượng uống một ngụm, khen, ngon, canh nấu rất tuyệt. Tiết Minh nói, đương nhiên rồi, nghe nói canh thịt bò của nhà này là từ thời dân quốc chưa từng rửa nồi, vào thời binh hoang mã loạn. Tổ tiên của bọn họ chẳng mang theo cái gì, chỉ giữ đúng cái nồi nấu. Điền Bân nói, chém gió đấy, nơi này tôi cũng từng tới, nào có nhiều năm lịch sử như vậy đâu. Chỉ là một tiểu điếm mở hơn chục năm, có điều hiện tại làm ăn lớn rồi. Nhân viên bưng một khay thịt bò thái nóng hầm hập tới, lại bưng thêm má bò, thịt bò kho, bò bít tết, đuôi bò, dạ dày xào,
chủng loại thức ăn tuy không nhiều, nhưng phân lượng lại rất lớn. Lưu Kim Thành rót đầy chén ở trước mặt mọi người, cầm chén rượu lên rồi nói, hôm nay mời khách phải tính cho tôi một nửa đấy. Tất cả mọi người đều bật cười, Trương Dương nâng chén lên, nói thật không ngờ, quản đốc Lưu cũng keo kiệt như vậy. Tiết Minh và mọi người uống một chén rượu, nói tôi không phải là keo kiệt, bên ngoài nhìn thì thấy chúng tôi là quản đốc, nhưng đồ trong nhà máy đều là của quốc gia, con người tôi phân chia rất rõ ràng, cái gì là công, cái gì là tư, tôi tối nay mời mọi người tới uống rượu, chúng ta là bạn bè, đây không phải là vì việc công, cho nên tôi bỏ tiền túi. Tôi cam tâm tình nguyện, rượu này tôi uống cũng rất thoải mái. Lưu Kim Thành thừa cơ chêm thêm một câu, anh đương nhiên là thoải mái rồi, rượu không phải là anh bỏ tiền ra mà. Một câu nói này lại khiến mọi người cười vang. Kỳ thực những lời này của Tiết Minh khiến Lưu Kim Thành vẫn có chút không vui, gã không phân rõ như Tiết Minh, kỳ thực liên hệ cảm tình cũng là công tác cần thiết. Sau khi mấy chén rượu chui vào bụng, Điền Bân nhắc tới chuyện của Văn Linh, đại đội hiệp trợ sự cố của chúng tôi đã tiến hành điều tra chuyện đó, sau cùng nhận định hoàn toàn là một tai nạn giao thông bình thường. Điền Bân dừng một chút rồi lại nói, tuy lái xe và rất nhiều người có mặt ở đó nói là cậu ở phía sau đuổi theo Văn Linh, nhưng lúc đó cự ly của các người quá xa, Văn Linh va vào xe khách không phải là cậu trực tiếp tạo thành, mà Văn Phu Nhân đã tỏ ý không truy cứu trách nhiệm của cậu, cũng chính là nói, cậu không sao cả. Trương Dương nói, chuyện này nói ra cũng oan lắm, thôi bỏ đi, không nhắc tới nữa, chúng ta uống rượu nào. Lưu Kim Thành nói, tôi nghe nói các tên Thôi Chí Hoán gì đó của tập đoàn An Đai Hàn Quốc bị bắt rồi, bởi vì chuyện này mà sự hợp tác giữa nhà máy máy móc công trình và tập đoàn An Đại cũng thất bại. Trương Dương nói, Thôi Chí Hoán là gián điệp Hàn Quốc, hắn bị bắt thì không có gì kỳ quái. Còn tên Lưu Dân Chí đó, y chắc không có vấn đề gì, nhưng vo cả chính trị và kinh tế vào với nhau, chính phủ thành phố Giang Thành chúng ta không sợ y uy hiếp, y thích trách gì thì trách. Y không tới đầu tư. Tự có người khác nhìn thấy khối thị béo của nhà máy máy móc công trình này. Khương Lượng nói, thật sự là không nhìn ra được tên Thôi Chí Hoán đó lại là gián điệp Hàn Quốc, bị quốc an giải đi rồi. Tiết Minh có chút hiếu kỳ, nói, hắn liệu có bị tù không? Khương Lượng lắc đầu, nói, gặp phải loại chuyện này, đa số đều là sau khi tra rõ thì trục xuất. Có điều cũng phải xem tình hình rồi mới quyết định. Điền Bân nói, chuyện lần này cũng nhắc nhở hệ thống công an Giang Thành của chúng ta. Đồng thời vào lúc chiêu thương dẫn tư cũng phải chú ý tới phần tử phạm tội và gián điệp quốc tế. Trương Dương khen, đúng là con trai của thính trưởng công an, nói năng đâu ra đấy, rất có phong phạm của cục trưởng. Điền Bân cười ha ha. Mấy người ăn uống no say rồi giải tán, hôm nay tất cả mọi người đều không lái xe, Lưu Kim Thành và Trương Dương cùng nhau bắt xe đi về. Sau khi lên xe mới nói, chủ nhiệm Trương, Tết rồi, tôi chuẩn bị cho anh một ít hàng Tết, ngày mai anh mang tới cho cậu. Trương Dương cười nói, không cần đâu, trong nhà tôi còn có mấy thùng rượu. Lưu Kim Thành nói, tới Tết âm lịch, nhân tình qua lại là điều không thể thiếu, anh cũng phải đi lại chứ. Trương Dương nghe xong câu này liền trầm mặc, vốn hắn định sau Tết tới Bắc Kinh một chuyến, chúc Tết vợ chồng Văn Quốc Quyền, nhưng hiện tại xem ra phải thủ tiêu kế hoạch này rồi. Từ sau khi chuyện của Văn Linh xảy ra, mẹ nuôi La Tuệ Ninh không còn liên hệ với hắn nữa, xem ra chuyện này đã khiến quan hệ giữa họ nảy sinh ngăn cách. Lưu Kim Thành nói, chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói thị lý sang năm sẽ tổ chức một đoàn khảo sát kinh mậu tới châu Âu khảo sát à? Trương Dương gật đầu, có ý tưởng này, có điều vẫn chưa xác định. Tin tức của anh linh thông đấy. Lưu Kim Thành cười nói, hai ngày trước nghe phó thị trưởng Nghiêm nói. Trương Dương hiểu rồi, Lưu Kim Thành trước Tết khẳng định là đi lại không ít. Lưu Kim Thành ở trước mặt Trương Dương cũng không phải giấu giếm gì, tôi muốn tham gia đoàn kinh mậu. Xem có thể đưa rượu của chúng ta ra thế giới hay không. Trương Dương cười cười, Thanh Giang đặc cung hợp với khẩu vị của người Trung Quốc, nhưng chưa chắc đã thỏa mãn được yêu cầu của người châu Âu, dẫu sao văn hóa rượu của phương Tây, phương Đông cũng khác nhau. Có điều yêu cầu này của Lưu Kim Thành cũng không phải là quá đáng, hắn gật đầu, nói, đợi sau Tết rồi hẵng nói đi, tôi giúp anh lưu ý chuyện này. Lưu Kim Thành cũng nhìn ra tình tự của Trương Dương gần đây không được tốt lắm, cho nên cũng không tiếp tục nhắc tới chuyện này. Y đưa Trương Dương về nhà trước rồi mới về. Trương Dương một mình đi tới dưới tòa nhà, chưa lập tức lên lầu. Hắn đi dạo ở dưới lầu một lát rồi rời khỏi khu nhà, men theo đường cái đi về phía chính tây. Hai ngày nay, chuyện của Văn Linh thủy chung đè nặng trong lòng hắn, khiến cho hắn rất không thoải mái, đã thế hắn lại không thể nói ra nguyên nhân của chuyện này. Đi được hơn 500 mét, tới một hàng thịt nước ở ven đường,
Trương Dương mua nửa cân thịt dê nướng, một đĩa đậu phộng, lại gọi một bình nhị hoa đầu, một mình ngồi trên bàn tự rót tự uống. Tuy Văn gia không truy cứu trách nhiệm của mình, nhưng không chứng tỏ họ coi chuyện này như chưa hề xảy ra, bất kể Trương Dương trước đây đã làm gì, cho dù lúc trước người cứu tỉnh Văn Linh là Trương Dương, cũng không thể nào bồi thường được lỗi lầm của hắn. Trương Dương trong lòng sở dĩ cảm thấy mất mát là bởi vì La Tuệ Ninh, lúc ban đầu La Tuệ Ninh nhận hắn làm coi nuôi quả thật là xuất phát từ tâm lý cảm ơn, nhưng về sau sự quan ái của La Tuệ Ninh đối với hắn là xuất phát từ nội tâm, Trương Dương cũng thật sự coi La Tuệ Ninh là mẹ của mình. So với mẹ ruột là Từ Lập Hoa, La Tuệ Ninh còn hiểu hắn hơn, biết trong lòng hắn nghĩ gì. Trương Dương không sợ mất đi tòa núi dựa và Văn gia, hắn chỉ sợ mất đi loại tình cảm mẫu tử này. Gió tháng chạp rất lạnh, trước quán thịt nướng chỉ có một mình Trương Dương ngồi uống rượu, mấy ngày nay hắn không chỉ do dự một lần xem có nên gọi điện thoại cho La Tuệ Ninh để nói xin lỗi hay không, nhưng sau cùng vẫn phủ định ý nghĩ này. Chuyện của Văn Linh khiến Trương Dương cảm thấy bất an, hắn ý thức được trên thế giới này không phải chỉ có mình có năng lực hơn mức bình thường, có lẽ cũng không phải chỉ có hắn là có ký ức về quá khứ. Trương Dương nắm chặt chén rượu, ai cũng nói càng uống rượu thì càng ấm, sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Một chiếc xe hoàng quan màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt hắn. Cửa xe kéo xuống, Hồ Nhân Như từ trong xe thò đầu ra, đôi mắt long lanh nhìn Trương Dương với vẻ thương xót, ôn nhu nói, sao lại uống rượu một mình. Hà Hâm Nhan đỗ xe, đi tới ngồi xuống trước mặt hắn, tự rót cho mình một chén, uống cùng với Trương Dương, nói khẽ cùng Hải Lan đi khắp Di Dương Lão Thành 2 ngày, tổ làm phim bọn họ quay phim, em không giúp được gì cho nên đi về. Cô ta nhìn bình nhị hoa đầu đã được uống cạn, nói, vì sao anh lại uống rượu một mình? Muốn thể hội cảm giác say, nhưng uống một mình có thế nào cũng không say được. Trương Dương nhìn Hồ Nhân Như, nói, muộn vậy rồi vì sao vẫn chưa ngủ? Ngủ một mình làm sao mà ngủ được? Trương Dương cười nói, em tiếp anh uống rượu, anh tiếp em ngủ. Mặt Hồ Nhân Như đỏ ửng lên, dưới ánh đèn lộ ra vẻ đáng yêu, cầm chén rượu lên, nói, em tiếp rượu anh. Nói là muốn uống say, nhưng hai người lại không làm vậy. Uống hết chén này hai người liền quay về chỗ ở của Trương Dương, Hồ Nhân Như sở dĩ từ Di Dương Lão Thành về nhanh như vậy, nguyên nhân trọng yếu là cô ta nghe nói Trương Dương xảy ra chuyện, hiện tại ở bên ngoài lời đồn đầy rẫy, ai cũng nói Văn Linh bị Trương Dương đuổi theo cho nên mới bị tai nạn, đây không phải là việc tốt gì cả. Hà Hâm Nhan hiểu rõ bối cảnh của Văn Linh, biết Trương Dương lần này gặp phiền phức lớn rồi. Pha cho Trương Dương một ấm trà đặc, Hồ Nhân Như lúc này mới nhắc tới chuyện của Văn Linh. Trương Dương nói, anh cũng không ngờ chuyện lại phát triển tới mức này, xem ra chuyện trên đời quả nhiên đã có định số trong bóng tối. Hồ Nhân Như cười nói, anh từ lúc nào lại biến thành người bi quan, tin vào số mạng như vậy. Trương Dương nói, anh không hề lo lắng mất đi tòa núi dựa Văn gia này, mà là cảm thấy có lỗi với mẹ nuôi. Hồ Nhân Như khuyên hắn, Văn phu nhân không truy cứu trách nhiệm của anh, cũng chính là nói trong lòng bà ta không hề trách anh. Sao có thể như vậy được? Văn Linh là con gái ruột của bà ấy cho dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu. Hồ Nhân Như thở dài, nói chuyện đã xảy ra rồi, có ân hận mấy cũng vô dụng, cùng lắm là anh không lăn lộn trên quan trường nữa, sau này đi làm sinh ý đi. Có em là chị giai đồng giúp anh, thành tựu sau này của anh chưa chắc đã kém hơn so với trên quan trường. Anh không lo xa như vậy, anh thậm chí còn không hề có một chút bứt rứt trong lòng nào đối với Văn Linh, anh cho rằng cô ta đáng tội. Hồ Nhân Như nói, người mà anh lo lắng chỉ là Văn phu nhân. Trương Dương gật đầu, bỏ đi, có một số chuyện tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều. Hồ Nhân Như ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào vai hắn, thủ thỉ, em và Hải Lan hẹn rồi, Tết năm nay em sẽ tới Hương Cảng mua sắm, anh có an bài gì không? Trương Dương nói, anh chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn về Xuân Dương, cùng người nhà vui vẻ đón Tết. Phòng chiêu thương trước Tết đột nhiên biến thành thanh nhàn. Trừ dự định tập đoàn Hải Đức của nước Đức tới tham gia, không có bất kỳ hoạt động chiêu thương nào khác, phòng cải cách xí nghiệp cũng rất thanh nhàn. Trương Dương ngồi trong phòng là việc, tình tự của hắn 2 ngày nay không được tốt, bởi vì quá nhàm chán, hắn mua bộ tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung toàn tập về đọc, gần đây vừa bắt đầu nghiên cứu Lộc Đỉnh Ký, cảm thấy khá hứng thú với cách làm người xử thế của Vi Tiểu Bảo. Lúc đang đọc thích thú thì Thường Lăng Phong gõ cửa bước vào. Gã vừa vào đã nói, chủ nhiệm Trương. Tiểu Trương làm đang tốt sao tự dưng lại từ chức. Trương Dương đương nhiên biết rõ, Trương Duệ Dung là người của quốc an phái tới chấp hành nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành mỹ mãn, người ta đương nhiên phải đi.
Trương Dương mỉm cười nhìn Thường Lăng Phong, nói, sao? Luyến tiếc à? Thường Lăng Phong bị hắn nói cho xấu hổ, ngồi xuống ghế ở bên cạnh, nói, chủ nhiệm Trương, năng lực của tiểu Trương rất khá, phòng chiêu thương chúng ta khó lắm mới tuyển được mấy nhân tài hữu dụng, còn chưa làm được bao lâu đã đi rồi, thật là đáng tiếc. Vậy anh đi giữ người ta lại đi. Thường Lăng Phong nói, tôi nếu có thể giữ cô ta lại thì còn tới tìm anh làm gì? Trương Dương nói, anh còn không giữ được thì tôi lấy đâu ra bản sự mà giữ. Thường Lăng Phong nói, cô ấy nói sở dĩ bỏ đi là bởi vì khó chịu với anh. Hả? Trương Đại Quan Nhân trợn trừng mắt, con ôn con này, cô đi thì đi đi, làm gì mà lại lấy lý do vì tôi? Có câu nói này, Trương Dương có thế nào cũng phải đi gặp Trương Duệ Dung, lúc gặp Trương Duệ Dung, cô ta đang thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào, cô ta cười cười, đưa sẵn đơn xin thôi việc đã chuẩn bị từ trước cho Trương Dương, chủ nhiệm Trương, anh tới đúng lúc lắm, đây là đơn xin thôi việc của tôi. Trương Dương nhận lấy đơn xin thôi việc, nói, nghe nói cô nhìn tôi không thuận mắt à. Trương Duệ Dung xấu hổ cười cười, chủ nhiệm thường giữ tôi lại, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra cái cớ gì, cho nên đẩy trách nhiệm lên người anh, thông cảm nhé. Trương Dương thở dài. Nói, thì ra tôi hiện tại xui xẻo thật, ai cũng dám khi phụ tôi. Trương Duệ Dung chìa tay ra trước mặt hắn, nói thực, hợp tác với anh rất vui vẻ, chủ nhiệm Trương, anh yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ coi trọng anh như lãnh đạo. Trương Dương bắt tay cô ta kiểu lấy lệ. Trương Duệ Dung nói, anh không nói mấy cây khách sáo giữ tôi lại là. Trương Dương nói, phòng chiêu thương chúng ta hiện tại không thiếu nhất chính là nhân tài, tôi vì sao phải giữ cô lại nhỉ? Trương Duệ Dung nói, lòng báo thù mạnh ghê, bỏ đi, thấy tâm tình của anh hai ngày nay không được tốt, không so đo với anh. Cô ta cầm đồ của mình lên đang định đi thì điện thoại trong văn phòng đổ chuông, có lẽ đoạn thời gian gần đây công tác ở phòng chiêu thương đã tạo thành thói quen nhấc điện thoại, Trương Duệ Dung vẫn chủ động chạy ra nhấc điện thoại là tìm cô ta. Sau khi nghe xong nội dung của cú điện thoại, cô ta biến sắc, phân biện vài câu gì đó, nhưng rất nhanh liền ủ rũ giao điện thoại cho Trương Dương, tìm anh. Trương Dương cầm điện thoại lên, là Trương Bích Quân gọi, cô ta bảo Trương Duệ Dung tiếp tục ở lại phòng chiêu thương Giang Thành, hơn nữa trong vòng một năm đừng nghĩ tới vấn đề rời đi, đây là mệnh lệnh của Quốc An dành cho cô ta. Trương Dương cũng không biết Quốc An có ý gì, an bài Trương Duệ Dung ở bên cạnh mình, chẳng lẽ là để giám thị mình. Có điều nghĩ lại thì thấy mình vẫn chưa tới cấp bậc đó, chỉ đành thở dài, nói, vậy không phải nói là tôi còn phải trả lương cho cô ta thêm một năm nữa ư. Trương Bích Quân nói, những cái đó anh không cần phải lo lắng, nói chung anh bảo nó an tâm công tác, những chuyện khác các người không cần phải nghĩ cũng không cần phải hỏi. Trương Dương gác điện thoại, nhìn đơn xin thôi việc ở trên bàn, không khỏi cười nói, tôi đồng tình với cô. Trương Duệ Dung rất đau khổ vê vê tóc. Trương Dương nói, đừng buồn nữa, từ hôm nay ngoan ngoãn làm việc đi, một năm này chắc cô sẽ không được vui đâu. Thường Lăng Phong nghe thấy tin tức Trương Duệ Dung ở lại, vui mừng vô cùng. Không nói tới hào cảm đối với Trương Duệ Dung, năng lực của Trương Duệ Dung ở các phương diện quả thật rất xuất sắc. Sự nhiệt tình trong công tác của Trương Dương rõ ràng bị ảnh hưởng, ngày 30 Tết hắn quay về Xuân Dương, Sở Yên Nhiên cùng bà ngoại đã tới lang du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy, dưới nỗ lực cô ta, ông ngoại quật cường cuối cùng cũng đồng ý tới Xuân Dương đón Tết. Khi Trương Dương tới lang du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy vừa hắn nhìn thấy Sở Trấn Nam từ trên xe jeep quân dụng bước xuống. Lão tướng quân vừa từ Bắc Kinh tham gia tang lễ của lão chiến hữu Đỗ Sơn Khôi về, tâm tình cũng không được tốt. Trương Dương cười cười bước tới, chào lão thủ trưởng. Sở Trấn Nam gật đầu, chìa tay ra bắt tay Trương Dương, sau đó vỗ vai hắn, nói thằng nhóc, giỏi lắm. Nghe nói nhà đầu của Văn gia bị cậu làm cho tàn phế. Giỏi, đối với loại nữ nhân vong ân phụ nghĩa đó nên làm như vậy. Trương Dương nghe xong toát mồ hôi lạnh, ta ích. Chuyện này sao lại truyền ra thành như vậy? Sở Yên Nhiên từ trong nhà chạy ra, gọi ông ngoại. Sở Trấn Nam cười cười bước tới, ôm lấy cháu ngoại, Trương Dương cũng đi tới, đôi mặt đẹp sáng long lanh của Sở Yên Nhiên nhìn hắn đầy nhu tình, nói khẽ tới rồi à? Trương Dương nói, một đoạn thời gian không gặp, em biến thành khách khí rồi à? Sở Yên Nhiên gắt, cái này gọi là tự bảo vệ mình. Sở Trấn Nam cười nói, được rồi. Có phải là vì vướng ông già ta không? Các cháu nói chuyện đi, ta đi gặp Mã Lị. Sở Yên Nhiên vội vàng nói, ông ngoại, cháu khó lắm mới lừa được bà ngoại, lần này đừng có chọc cho bà tức giận nữa nhé. Biết rồi, Sở Trấn Nam bước đi vẫn rất hổ hổ sinh phong.
Sở Yên Nhiên hiểu rõ tính khí của ông bà ngoại không được tốt, kéo Trương Dương vội vàng chạy theo. Margaret đang ngồi ở trong phòng nghỉ hưởng thụ massage. Sở Trấn Nam nhìn thấy không khỏi cười nói, Mã Lị, bà vẫn biết hưởng thụ như vậy à, rốt cuộc vẫn là giai cấp tư sản, theo tôi nhiều năm rồi, mà vẫn chưa học được tác phong gian khổ mộc mạc. Margaret lập tức trợn tròn mắt lên, Sở Trấn Nam, ông nói năng kiểu gì thế? Nhiều năm như vậy rồi mà các miệng chó của ông vẫn không mọc ra được ngà voi à? Sở Yên Nhiên vừa thấy sắp hỏng, vội vàng cản giữ hai người, ê! Sắp năm mới rồi, hai người già ông bà có thể nhịn nhau một chút không, đừng có cãi nhau nữa, còn cãi nữa là cháu đi, khiến ông bà không ai tìm được cháu nữa đâu. Sở Trấn Nam và Margaret đều ngừng đánh võ miệng, Margaret nói, sắp năm mới rồi, người lớn như tôi không chấp loại kiến thức nhà quê như ông. Sở Trấn Nam nói, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, tôi chẳng thèm so đo với một nữ nhân như bà. Hai người trợn mắt lườm nhau. Lúc này Lâm Tú bước vào. Nhìn thấy Trương Dương, cô ta chào hỏi, Trương Dương tới sớm nhỉ? Trương Dương nói, ngày mai là năm mới rồi, công việc nhàn rỗi, cho nên tới sớm chút. Hắn nhớ tới một chuyện, đúng rồi, tôi còn phải về nhà một chuyến. Margaret nói, đi đón người nhà của cậu tới đây, hai nhà chúng ta cũng nên gặp mặt rồi. Sở Trấn Nam lần này cũng nhất trí với ý kiến của bà ta, gật đầu nói, đúng thế. Trương Dương bảo, vâng, để cháu đi đón họ. Margaret nói với Sở Yên Nhiên đi cùng đi. Sở Yên Nhiên mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng vẫn cúi đầu đi cùng Trương Dương. Sở Trấn Nam nhìn bóng lưng một trước một sau của họ, bất giác nở nụ cười thấu hiểu, thấp giọng cảm thán, bà già, năm đó chúng ta cũng như vậy. Margaret gắt, có lầm không đó, lúc đó là ông đi theo sau tôi. Sở Trấn Nam cười ha ha, nói, nhanh thật, nháy mắt cái đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi. Bất chi bất giác chúng ta đều đã già. Ông ta nhìn Margaret, nói, kể ra cũng lạ, hiện tại tôi đã biết kiểm điểm mình rồi. Đúng vậy, cái tính khí của ông giống như hòn đá trong hố xí vậy, biết rõ là mình sai nhưng quyết không chịu cúi đầu. Sở Trấn Nam mặt đầy vẻ áy náy, nói trước đây. Đã khiến bà ủy khuất rồi. Margaret trong lòng run lên, từ lúc bà ta quen Sở Trấn Nam đến nay chắc từng nghe thấy ông ta nói xin lỗi với mình. Một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến Margaret cảm động vạn phần, bà ta thở dài, nói, có lẽ tuổi lớn rồi, hỏa khí cũng dần dần bớt đi, hiện tại nghĩ lại, tôi cũng có nhiều chỗ không đúng. Trước đây cứ nghĩ tới ông là tức giận, hiện tại kỳ thực ông cũng không đáng hận như vậy. Sở Trấn Nam nói, tôi nếu đáng hận thì lúc đó bà đã không gả cho tôi. Margaret nói, mắt tôi trước giờ đều không tốt. Sở Trấn Nam nói, đó là do duyên phận. Margaret cười bảo, được rồi. Một người tin vào chủ nghĩa Mác Lênin như ông thì đừng có nói tới duyên phận. Sở Trấn Nam cảm khác, làm đảng viên cả đời, ủng hộ tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin cả đời, hiện tại càng lúc càng sắp được gặp họ rồi. Margaret nói, đại cát đại lợi, sắp năm mới rồi mà ông nói cái gì đó. Sở Trấn Nam nói, cái chết của lão Đỗ khiến trong lòng tôi rất khó chịu, chiến hữu ở bên cạnh đã càng lúc càng ít. Trần Sùng Sơn không phải vẫn còn ở trên núi Thanh Đài ư? Sở Trấn Nam nói, ông ấy không thích náo nhiệt, lần này tang lễ của lão Đỗ cũng không đi. Margaret nói, Đỗ Thiên Giã đã biết cha đẻ của hắn là Trần Sùng Sơn chưa? Sở Trấn Nam lắc đầu, sau đó lại thở dài, đứa bé này rất đáng thương. Trương Dương và Sở Yên Nhiên về khiến cho Từ Lập Hoa rất vui mừng, nghe Trương Dương nói muốn mời họ tới đón năm mới với ông bà ngoại của Sở Yên Nhiên, Từ Lập Hoa lập tức hiểu rằng, cô gái này mới là chân mệnh thiên nữ của con trai mình. Sở Yên Nhiên xinh đẹp xuất chúng, xuất thân cao quý, mà điều hiếm có nhất là trên người cô ta không hề có kiều kiều chi khí của con cháu nhà quan, sự nhiệt tình chan hòa của cô ta rất nhanh chóng giành được hào cảm của Từ Lập Hoa. Từ Lập Hoa tặng 1.000 đồng tiền lì xì cho Sở Yên Nhiên làm quà gặp mặt, Sở Yên Nhiên tuy không quan tâm tới tiền, nhưng ý nghĩa mà 1.000 đồng này đại biểu rất đặc biệt, nó đại biểu cho sự công nhận của mẹ chồng tương lai đối với mình. Từ Lập Hoa nói, tối nay mẹ không đi được, thằng ba. Con cùng Yên Nhiên với ông bà ngoại của cô bé đi. Sở Yên Nhiên nói, dì à, bên đó chuẩn bị xong hết rồi, vì sao không tới được? Từ Lập Hoa cười nói, hôm nay trong nhà có khách. Trương Dương nói, ai vậy? Từ Lập Hoa lúc này mới giải thích với hắn, anh cả anh hai của con đều tìm được đối tượng rồi, hôm nay cùng tới đây ăn cơm tất niên, nhà chúng ta đông người như vậy đi không tiện đâu. Bà ta biết ông ngoại của Sở Yên Nhiên là tướng quân. Còn bà ngoại lại là chủ tịch của tập đoàn nước Mỹ,
nghĩ tới Triệt Thiết Sinh và hai đứa con trai nhà mình tố chất không cao, nếu như thế này đi gặp mặt, e rằng sẽ khiến người ta chê cười. Vả lại, tối nay vợ tương lai của hai đứa con riêng của Triệu Thiết Sinh lần đầu tiên tới chơi, bà ta một chén nước không thể giữ thăng bằng cái bình, không thể nào vì Trương Dương mà lãnh đạm với con trai của Triệu ra được. Trương Dương hiểu nỗi khổ của mẹ, mỉm cười nói, chuyện tốt mà. Vậy con không miễn cưỡng mọi người đi, Triệu Tĩnh đâu? Còn chưa nói xong thì Triệu Tĩnh đã từ ngoài cửa tiến vào, cô ta nhìn thấy Trương Dương, vui mừng gọi đại ca, lại nhìn thấy Sở Yên Nhiên, không khỏi tươi cười nói, chị Yên Nhiên phải không? Sở Yên Nhiên mỉm cười gật đầu với Triệu Tĩnh, cô ta lần này tới đều mang quà cho mỗi người, liền tặng cho Triệu Tĩnh một bộ đồ trang điểm. Triệu Tĩnh vui mừng hớn hở nhận lần, cô ta học ở Đông Giang cho nên tầm mắt được đề cao hơn nhiều, vừa nhìn đã biết bộ đồ hóa trang này ít nhất cũng phải 2.000 đồng, liền cười bảo cảm ơn chị Yên Nhiên. Không, xem ra em phải đổi sang gọi là chị dâu mất rồi. Sở Yên Nhiên bị cô ta nói cho đỏ mặt, Trương Dương cười nói, con nhóc này, một bộ đồ trang điểm thôi là mua chuộc được em rồi à. Từ Lập Hoa đứng dậy, nói các con nói chuyện đi, mẹ đi làm đồ ăn, ăn xong bữa trưa rồi hẵng đi nhé. Sở Yên Nhiên muốn đi ngay, nhưng bị Triệu Tĩnh giữ lại. Triệu Tĩnh ngồi dựa vào Trương Dương, nói, anh, hôm nay cha nuôi gọi điện tới, muốn chúng ta tới Giang Thành đón Tết. Trương Dương nói, em đi đi, ngày mai anh phải cùng Yên Nhiên và ông bà ngoại của cô ấy tới Kinh Sơn, chắc muộn mới về được, anh không tới nhà thị trưởng Lý được đâu. Triệu Tĩnh gật đầu, cô ta nhìn chằm chằm vào Sở Yên Nhiên, nói, chị Yên Nhiên, chị đẹp quá, trong ba chị dâu tương lai, chị là đẹp nhất. Sở Yên Nhiên đỏ mặt, nói, Triệu Tĩnh, em mà nói nữa là chị phải tìm một cái lỗ để chui xuống mất. Trương Dương cười cười ôm eo Sở Yên Nhiên, người nhà anh rất thẳng thắn, có gì nói nấy. Triệu Tĩnh cười bảo, đúng vậy. Trương Dương nói, Đinh Bân đâu? Triệu Tĩnh biết hắn kiểu gì cũng hỏi, liền nói, anh ấy ở lại Đông Giang ăn Tết. Dừng một chút rồi lại nói, vốn cũng muốn tới Xuân Dương chơi, nhưng anh ấy sợ anh. Sợ gì anh, không làm việc xấu, đêm không sợ quỷ gõ cửa. Cho tới giờ Trương Dương vẫn không có ấn tượng tốt với Đinh Bân. Triệu Tĩnh biết muốn thay đổi thái độ của anh trai đối với Đinh Bân là rất khó, cho nên không nói nữa, đứng dậy bảo em đi giúp mẹ. Sở Yên Nhiên cũng đi theo. Trương Dương nhàn rỗi vừa mở TV lên xem thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, chính là Ngưu Văn Cường dẫn hai nhân viên công tác của nhà hàng tới tặng quà mừng năm mới. Ở ngoài cửa nhìn thấy xe Jeep của Trương Dương mới biết là Trương Dương về rồi. Ngưu Văn Cường lớn tiếng bảo chủ nhiệm Trương về mà quên mất anh em ư. Chương 278, tình yêu rực rỡ như pháo hoa. Trương Dương bước ra khỏi cửa, cười ha ha nói, có quên anh đâu. Đúng rồi, tôi thiếu tiền cơm của Kim Khải Việt còn chưa trả, anh có phải là tới đòi nợ không đó. Ngưu Văn Cường cười cười bảo người làm đưa quà mừng vào trong phòng, Từ Lập Hoa nghe thấy động tĩnh liền đi ra, khách khí phát bao lì xì cho bọn Ngưu Văn Cường. Ngưu Văn Cường thấy Sở Yên Nhiên cũng tới, bất giác cười nói, ấy, tình cảm hôm nay xong hỉ lâm môn à. Sở Yên Nhiên trừng mắt lên lườm hắn một cái, nói ít thôi, dám nói năng linh tinh sau này cơm văn phòng của nhà máy thức ăn gia súc sẽ đổi nơi khác đấy. Ngưu Văn Cường cười nói, được, các người đều là đại gia, tôi đắc tội không nổi. Từ Lập Hoa mời Ngưu Văn Cường ở lại ăn cơm. Ngưu Văn Cường nói, dì Từ, cháu thích ăn lạp xưởng, thịt khô mà dì làm. Trưa nay có không? Có, tất cả đều có. Ngưu Văn Cường nói với người làm, các cậu về đi, tôi trưa nay ở lại đây ăn. Gã và Trương Dương bước vào trong phòng, quản đốc nhà máy thức ăn gia súc Quách Đạt Lượng và con trai là Quách Kiến cũng tới tặng quà. Người ta so với Ngưu Văn Cường thì khí thế hơn nhiều, tới tặng một con lợn rừng đã giết xong. Trương Dương cười nói, tôi bảo này trưởng xã Quách, ngài mang tặng cả một con lợn, sông xinh quá. Quách Đạt Lượng cười nói, cậu là cổ đông của bãi nuôi heo, con lợn này là phần hoa hồng của cậu. Ngưu Văn Cường cười ha ha, gã lần đầu tiên nghe nói dùng lợn làm hoa hồng. Từ Lập Hoa nhìn thấy một con lợn rừng to như vậy thì phát sầu, trong nhà lấy đâu ra tủ lạnh to như vậy, nhưng Quách Đạt Lượng người ta khi tới đã có chuẩn bị rồi, thuận tiện tặng luôn một cái tủ lạnh, ông ta và con trai cùng nhau mang vào cho Từ Lập Hoa. Sở Yên Nhiên ho khan từ trong phòng bếp chạy ra. Từ Lập Hoa mới rời đi có một lát mà cô ta đã làm cháy thức ăn rồi. Từ Lập Hoa cười nói, Yên Nhiên, con mau ngồi xuống đi, những việc này con làm không quen đâu. Ngưu Văn Cường nói, hay là tới chỗ tôi ăn đi. Trương Dương nói, tới chỗ anh có được ăn lạp xưởng, thịt khô của mẹ tôi không?
Cha con Quách Đạt Lượng nhìn thấy Sở Yên Nhiên thì cung kính gọi Sở Tổng, Sở Yên Nhiên là cổ đông lớn nhất của bãi nuôi heo, sự tôn kính của họ đối với Sở Yên Nhiên là xuất phát từ nội tâm. Có điều Sở Yên Nhiên bình thường rất ít khi hỏi tới chuyện sản xuất, cô ta hôm nay muốn biểu hiện tốt một chút với mẹ chồng tương lai, cho nên không có thời gian nói chuyện với họ, lại theo Từ Lập Hoa vào trong bếp. Ngưu Văn Cường giơ ngón trỏ với Trương Dương, anh khệnh, Sở đại tiểu thư tới tay anh cũng thành hiền thê lương mẫu rồi. Trương Dương cười mắng, đánh rắm, Sở Yên Nhiên vốn là hiền thê lương mẫu mà. Ngưu Văn Cường cảm thán, tôi đang bực đây, sao con gái tốt đều gặp đúng anh hết nhỉ? Trương Dương trừng mắt lườm gã, đừng có nói linh tinh, gần đây tôi không được vui, chọc tôi là tôi đập anh đó. Từ Lập Hoa làm một bàn thức ăn, lúc ăn cơm, bà ta không muốn lên bàn trên, Triệu Tĩnh và Sở Yên Nhiên tất nhiên cùng bà ta ăn ở phòng bếp. Trương Dương và mấy người Ngưu Văn Cường ngồi ở phòng khách, mở một bình Thanh Giang Đặc Cung, hai cha con Quách Đạt Lượng tửu lượng kém, bình rượu này đều đổ vào bụng Trương Dương và Ngưu Văn Cường hết. Từ trong miệng Quách Đạt Lượng biết được rằng, sinh ý hiện tại của nhà máy thức ăn gia súc phát triển không ngừng, sản xuất thức ăn gia súc cung không đủ cầu, hiện tại đơn đặt hàng xếp tới tận 3 năm sau, tính toán sơ bộ, lợi nhuận năm ngoái hơn 300 vạn, đợi tới khi nhà máy thức ăn gia súc ở khu phát triển của Xuân Dương đi vào sản xuất toàn diện, thu nhập năm nay sẽ còn tăng lên gấp đôi. Ngưu Văn Cường không khỏi hâm mộ, nói tôi phát hiện làm hàng ăn còn không kiếm được tiền bằng làm xí nghiệp, tôi khổ cực mở được một cái nhà hàng lớn như vậy. Làm nhiều năm như thế rồi mà thu nhập còn không khả quan bằng nhà máy gia súc của các anh. Tôi bực lắm rồi, không phải chỉ là thức ăn cho lợn thôi ư. Sao nuôi lợn kiếm được nhiều tiền hơn nuôi người? Trương Dương bật cười ha hả. Quách Đạt Lượng nói, hiện tại trong nước đâu đâu cũng nuôi lợn, người nuôi lợn càng lúc càng nhiều, hiện tại nuôi lợn khác với ngày xưa ra, đều đi theo con đường quy phạm hóa, khoa học hóa, quy mô hóa. Quách Đạt Lượng cứ nói tới nuôi lợn là mặt mày hớn hở. Ngưu Văn Cường nghe mà đau cả đầu, thôi thôi, tôi hiểu rồi, ông ít nói tới sinh ý của ông tôi, nuôi lợn dễ như vậy, tôi cũng chuyển sang nuôi lợn là được chứ gì. Quách Kiến nói, anh nếu thật sự muốn nuôi lợn, chúng tôi sẽ chuyển nhượng bãi nuôi lợn cho. Chúng ta bàn bạc với nhau, giá cả hợp lý thì chuyển cho anh. Ngưu Văn Cường là loại người làm sinh ý điển hình, đầu óc của gã vô cùng linh hoạt, nghĩ một chút rồi nói, nuôi lợn đã kiếm được tiền như vậy, các người vì sao lại muốn nhượng cho tôi? Quách Đạt Lượng cười nói, cậu đa nghi quá, đợi tới khi tuyến sản xuất của nhà máy thức ăn gia súc đi vào hoạt động, chúng tôi chiếu cố nó cũng đủ mệt rồi, làm gì còn thời gian mà nuôi lợn. Và lại, bãi nuôi lợn tuy kiếm được tiền nhưng so với nhà máy thức ăn gia súc thì còn kém lắm. Ngưu Văn Cường nói, mới làm có bấy lâu mà hai người đã kinh thường loại làm ăn kiếm ít tiền, muốn kiếm nhiều tiền rồi. Trương Dương nói, làm ăn không thể chỉ nhìn cái lợi ở trước mặt, Ngưu Văn Cường. Tôi thấy anh ở phương diện này không bằng được trưởng xã Quách đâu. Quách Đạt Lượng cười nói, tôi cũng không giỏi vậy đâu, lúc ban đầu nhà máy thức ăn gia súc cũng chỉ muốn làm nhỏ kiếm ít thôi, nhưng Sở Tổng nói, đã làm thì phải có quy mô, hơn nữa còn đặc biệt hợp tác với Trường Đại học Nông nghiệp Đông Giang nghiên cứu chế tạo ra một phối phương thức ăn gia súc. Hiện tại nhà máy thức ăn gia súc của chúng tôi phát triển rất nhanh, chắc trong vòng 3 năm giá trị sản lượng có thể vượt 100 triệu, trong 10 năm thì vượt qua 1 tỷ. Ngưu Văn Cường nghe mà há miệng trợn mắt, tôi bảo này trưởng xã Quách, không bốc phét thì ông không chịu được à? Quách Đạt Lượng nói, biết là cậu không tin mà, nhưng chúng tôi đều đã trải qua luận chứng rồi, nói không chừng giá trị sản lượng của chúng tôi 5 năm sau đã vượt quá 1 tỷ rồi ý chứ. Ngưu Văn Cường chỉ coi Quách Đạt Lượng đang bốc phét, gã biết Quách Đạt Lượng từng bị bệnh tâm thần, chỉ coi những lời của Quách Đạt Lượng như người si nói mê. Ngưu Văn Cường nói, gần đây Bí thư Huyện ủy Xuân Dương Chu Hằng đang làm xây dựng, y muốn mở rộng đường xá, tôi lần này tổn thất không ít, quán karaoke Ái Thần và Kim Khải Việt nằm ở hai bên đường. Tuy việc di rời không ảnh hưởng tới chỗ chúng tôi, nhưng đường xá được mở rộng ắt sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của chúng tôi, bãi nuôi lợn của các người nếu thật sự định chuyển nhượng thì tôi có thể suy nghĩ một chút. Trương Dương uống một ngụm rượu, nói cùng người làm ăn uống rượu chán thật, mở miệng đóng miệng đều là sinh ý. Ngưu Văn Cường nói, đành chịu thôi, thói quen rồi, tôi giỏi nhất nhất là ở trong rượu phát hiện ra thương cơ mà. Gã nói tiếp đề tài vừa rồi, anh có thể giúp tôi nói với Chu Hằng, cấp cho tôi thêm ít tiền bồi thường không? Trương Dương nói, tôi không có giao tình với Chu Hằng, hơn nữa tiền bồi thường đều có quy định, cũng không phải tôi nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Ngưu Văn Cường nói, tên Chu Hằng này rất háo công, ở Xuân Dương rất là bá đạo, từ lúc y thượng nhiệm liên tục không ngừng làm xây dựng.
hôm nay đào kênh, ngày mai sửa đường, tôi tuy không hiểu quản lý, nhưng cũng có thể nhìn ra là y đang làm bừa, loại người này chỉ chú trọng bộ mặt công trình, muốn làm ra ít chính tích để được lên cao trong chính trị. Trương Dương trước giờ cũng không có ấn tượng tốt với Chu Hằng, lúc trước còn bởi vì chuyện của làng du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy mà phát sinh xung đột với y. Sau chuyện Chu Hằng cúi đầu xui lỗi, Trương Dương niệm tình y thuộc bộ sậu của Lý Trường Vũ cho nên không tính toán với y, có điều từ lúc đó đã có ấn tượng xấu với Chu Hằng. Chu Hằng tiếp nhận chức vụ của Tần Thanh, có điều sau khi thượng nhiệm một mực không có biểu hiện xuất sắc. Người này xuất thân từ công tác chính trị, trên phương diện kinh tế không có sở trường gì. Có điều loại cán bộ cấp huyện này không phải là thuộc chuyện phạm vi quản hạt của Trương Dương. Hắn mỉm cười, nói, làm quan có ai mà không muốn có chính tích, Chu Hằng làm vậy cũng là bình thường. Hiện tại người làm quan vừa thượng đài thì hoặc là làm kinh tế, hoặc là làm xây dựng, mà kinh tế thì một năm hai năm không nhìn thấy được hiệu quả, vẫn là làm xây dựng nhanh hơn. Quách Đạt Lượng từ sau khi mở bãi nuôi heo rất ít khi chú ý tới việc chính trị, có điều sống trong thể chế lâu như vậy, kinh nghiệm của ông ta cũng khá nhiều, tóm lấy xây dựng thì cũng được, nhưng chỉ sợ là làm qua loa, có chính tích được đề thăng rồi thì lập tức ném lại cái quầy hàng này cho người khác, quan viên bên dưới lại đùn đẩy. Vô hình chung tạo thành mất mát tài sản quốc gia. Trương Dương cười cười, bởi vì hôm nay là 30 Tết, mọi người đều có việc, cho nên không uống nhiều, bữa cơm này ăn chưa tới một tiếng đã xong. Trương Dương và Sở Yên Nhiên rời khỏi ký túc xá nhà máy máy móc nông nghiệp, phố lớn ngõ nhỏ của Xuân Dương đều có thể thấy cảnh thi công xây dựng, thành nhỏ vốn ngăn nắp sạch sẽ trở thành lộn xộn vô cùng, Trương Dương nhíu mày, Chu Hằng này rất biết giày vò. Kỳ thực hắn cũng không nói được loại giày vò này có gì xấu, dẫu sao thì cũng không có ai hiểu được suy nghĩ của Chu Hằng. Sở Yên Nhiên cũng nhìn ra tình tự của Trương Dương không cao, chuyện Văn Linh bởi vì Trương Dương mà xảy ra tai nạn hiện giờ được đồn đãi khắp nơi. Sở Yên Nhiên tất nhiên cũng có nghe nói tới, cô ta hỏi tâm tình của anh có phải là không tốt không? Trương Dương lắc đầu, đâu có, sắp năm mới rồi, tâm tình của anh rất tốt. Sở Yên Nhiên cười khúc khích, nói Trương Dương à Trương Dương, em quen anh bao lâu rồi? Trong lòng anh nghĩ gì, em chẳng lẽ lại không biết? Trương Dương cười nói, em biết anh nghĩ cái gì? Nói chung là trong đầu anh chẳng có thứ gì tốt cả. Kỳ thực anh rất thuần khiết. Sở Yên Nhiên gắt, một cây củ cái hoa tâm, không ngờ lại không biết xấu hổ nói mình thuần khiết. Trương Dương nói, anh tới giờ đối với em vẫn tương kính như tân mà. Sở Yên Nhiên nói, đấy là bởi vì em giỏi giữ mình. Trương Dương cười bảo, bằng vào thân thủ của em ư, nếu như anh thực sự dùng sức mạnh với em cho rằng có thể bảo hộ được mình không? Sở Yên Nhiên mỉm cười, nói anh là đảng viên, anh là cán bộ quốc gia, chuyện ti bỉ hạ lưu như vậy, anh không làm được đâu. Trương Dương thở dài, nói, người cao thượng quả nhiên không phải là chuyện tốt. Vừa dứt lời, điện thoại đổ chuông, là Tần Thanh gọi. Trương Dương nhìn Sở Yên Nhiên một cái, vẫn bắt máy, thị trưởng Tần đấy à? Đây chính là chỗ cao minh của hắn, một câu nói đã báo cho Tần Thanh biết rằng giờ nói chuyện không tiện, đồng thời cũng chứng tỏ với Sở Yên Nhiên rằng mình không giấu cô ta điều gì. Tần Thanh đương nhiên hiểu ý Trương Dương, biết rằng hắn không tiện nói chuyện, liền em nhỏ, em sẽ gọi lại sau. Sở Yên Nhiên nói, chị Thanh à. Trương Dương gật đầu, Sở Yên Nhiên mỉm cười cầm lấy điện thoại, Trương Dương có chút không hiểu Sở Yên Nhiên, hắn luôn cảm thấy Sở Yên Nhiên biết rõ mối quan hệ giữa mình và Tần Thanh. Có điều từ biểu hiện của Sở Yên Nhiên cho thấy, cô ta tựa hồ như không quan tâm, trước đây giữa cô ta và Tần Thanh cũng coi như là hòa hợp. Sở Yên Nhiên nhận lấy điện thoại, ngọt ngào gọi chị Thanh. Tần Thanh ở đầu dây bên kia cười nói, Yên Nhiên đang ở Xuân Dương đấy à. Câu nói này biểu hiện ra hết năng lực phân tích của cô ta. Sở Yên Nhiên gật đầu, nói chị Thanh về Giang Thành rồi ư. Tần Thanh nói chưa, vẫn đang ở Lam Sơn, định mùng 2 thì về, ngày mai còn phải tham gia hội họp mặt chúc Tết của Lam Sơn, người ta một khi vào quan trường liền biến thành thân bất do kỷ rồi. Sở Yên Nhiên nói, chị Thanh lần này định ở mấy ngày, em trong thời gian Tết âm lịch phải về Tĩnh An nữa, không biết có thời gian gặp mặt chị không? Tần Thanh nói, chắc là không rồi, trước mùng năm chị lại phải về Lam Sơn. Sở Yên Nhiên nói, không sao, sau Tết, em cùng bà ngoại tới Đông Giang chơi, thuận tiện qua thăm chị. Tần Thanh vui vẻ trả lời, được đấy, em và bà ngoại tới, chị nhất định sẽ dành thời gian để tiếp đãi hai người. Hai người nói chuyện một chút rồi gác điện thoại, Sở Yên Nhiên dập máy, cười nói với Trương Dương, chị Thanh thật là tốt. Trương Dương cười hắc hắc, không trả lời.
Sở Yên Nhiên hỏi nhỏ, anh thích chị Thanh à? Trương Dương ho khan một tiếng, nói, kỳ thức cứ là mỹ nữ là anh thích tuốt. Sở Yên Nhiên gõ một cái lên đầu hắn, đồ tham lam. Đại sắc lang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đêm giao thừa, có đôi trẻ Trương Dương và Sở Yên Nhiên bầu bạn, bầu không khí biến thành hòa hợp hơn nhiều. Đội oan gia già Sở Trấn Nam và Margaret cũng phá vỡ thế bế tắc, bắt đầu nói chuyện với nhau, theo như lời của họ thì cũng không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa rồi, chuyện gì cũng nên bỏ qua cho nhau. Vợ chồng Lâm Tú và Tạ Chí Quốc cũng đặc biệt từ Kinh Sơn tới đây đón năm mới, con trai Tạ Hiểu Quân của họ từ sau chuyện lần trước ở Kinh Sơn, đối với Trương Dương bội phục đến sát đất, cứ quấn lấy Trương Dương đòi học võ công. Trương Dương bị gã khiến cho bất lực, ở ngay bãi đỗ xe dạy cho gã mấy chiêu phòng thân. Cục trưởng Cục Công an thành phố Kinh Sơn Tạ Chí Quốc nhìn Trương Dương đứng đó biểu diễn đầy hứng thú, phát hiện công phu mà Trương Dương dạy con trai mình rất thực dụng, y khen, Trương Dương, mấy chiêu này rất có tính thực chiến, cậu học từ đâu vậy? Tự sáng tạo ra, Trương Dương mỉm cười nói với Tạ Chí Quốc, có muốn luyện chút không? Tạ Chí Quốc cũng là cao thủ bác kích, nhìn thấy Trương Dương mời, lập tức dục dịch muốn thử, y đi tới trước mặt Trương Dương, đột nhiên xuất thủ muốn chế trụ yết hầu hắn. Nhưng lại bị nắm lấy cổ tay, sau đó dùng tay phai chế trụ lại yết hầu của y. Tạ Chí Quốc không ngờ Trương Dương ra tay lại nhanh như vậy, không khỏi có chút toát mồ hôi, hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Lâm Tú và Sở Yên Nhiên đứng ở bên cạnh cười cười, Tạ Hiểu Quân cũng cười nói cha, cha còn kém sư phụ của con xa. Lâm Tú gắt, thằng nhóc này chẳng chịu cho cha chút mặt mũi nào cả. Trương Dương cười nói, đa tạ, tôi hơn ở chỗ còn trẻ. Đợi tôi tới tuổi tác của cục trưởng Tạ, còn không bằng được ông đâu. Sở Yên Nhiên cười nói, đi thôi, thức ăn chuẩn bị xong rồi, ăn tất niên thôi. Tạ Hiểu Quân hoa hô chạy vào bắn pháo, Trương Dương và Sở Yên Nhiên dắt tay nhau đi vào phòng ăn. Tuy là ngày Tết, làng du lịch suối nước nóng vẫn có đầu bếp, thức ăn khá thịnh soạn, có Sở Yên Nhiên giám đốc, Sở Trấn Nam cũng không dám uống nhiều, chỉ uống 3 chén, Trương Dương và Tạ Chí Quốc uống một chút. Margaret tặng cho họ mỗi người một bao lì xì của Trương Dương so với người khác thì dày hơn một chút, bên trong lòng 8.000 đô la Mỹ. Sở Yên Nhiên nâng chén, nói, bà ngoại, cháu kính hai ông bà một chén, chúc ông bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, con cháu để huề, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Sở Trấn Nam và Margaret liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười, Sở Trấn Nam nói, bạch đầu giai lão thì có rồi, còn những cái khác thì khó nói lắm. Margaret nói, chỉ cần được vui vẻ, được sống vui vẻ thì cần gì phải sống lâu. Đối với ta hạnh phúc lớn nhất chính thấy được đám con cháu được hạnh phúc. Trương Dương nói, cháu cũng kính ông bà. Sở Trấn Nam nói, Trương Dương, thằng nhóc cháu phải đối tối với Sở Yên Nhiên đó, nếu không tương lai ta có làm ma cũng không tha cho cháu đâu. Margaret gắt, năm mới năm me, ông nói linh tinh cái gì đấy. Sở Yên Nhiên nói, ông ngoại đừng lo. Trên thế giới này chỉ có cháu khi phụ người khác thôi. Trương Dương nói, cháu thương còn không kịp, nào có dám khi phụ cô ấy. Margaret nhìn Trương Dương rồi lại nhìn sang Sở Trấn Nam, năm đó cái miệng của ông nếu bằng một nửa Trương Dương, tôi cũng không đến nỗi phải rời khỏi đây tới nước Mỹ. Sở Trấn Nam thở dài, vào lúc đó, tất cả không do chúng ta khống chế. Vị tướng quân cả đời trên lưng ngựa này nhớ tới chuyện xưa cũng không khỏi buồn bã. Margaret nói, bỏ đi. Đừng nhắc đến chuyện không vui. Chúng ta già cả rồi, nhìn chuyện gì cũng thoáng thôi. Sau bữa cơm tối, Trương Dương Sở Yên Nhiên tới hồ bơi, Trương Dương xếp pháo hoa thành hàng dọc theo hồ bơi, lần lượt đốt lên, pháo hoa huyễn lệ nổ ra trong bóng đêm, khiến bầu trời lung linh đầy màu sắc. Sở Yên Nhiên nhảy nhót hoan hô như một cô bé. Sở Trấn Nam và Margaret sóng vai nhìn Sở Yên Nhiên đang vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười thấu hiểu, từ sau khi Tĩnh Chi chết. Bọn họ gửi gắm tất cả tình yên lên người Yên Nhiên. Hiện tại nhìn thấy Yên Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi ám ảnh về cái chết của mẹ, trái tim thiếu nữ có nơi gửi gắm, khiến hai vị lão nhân vô cùng an ủi. Sở Trấn Nam nói, nhìn chúng, không khỏi nhớ tới khi chúng ta còn trẻ. Margaret trợn mắt lườm ông ta, lúc ông còn trẻ làm sao mà được lãng mạn như vậy. Sở Trấn Nam cười nói, chẳng lẽ bà không nhớ, lúc trước vào chiến dịch Hoài Hải, tôi dẫn bà đứng ở trên cao nghe tiếng pháo. Tràng diện gió so với pháo hoa thì còn rực rỡ hơn không biết bao nhiêu lần. Margaret nhớ tới tình cảnh ngày đó cũng không khỏi mỉm cười. Sở Trấn Nam chỉ vào chỗ xa xa, đi ra đó đi, đừng làm phiền bọn trẻ.
Hai người sánh vai bước đi trước, Sở Trấn Nam chủ động cởi áo ngoài khoác lên người Margaret, Margaret ngẩng đầu nhìn Sở Trấn Nam, không cự tuyệt ý tốt của ông ta. Kỳ thực trong lòng bà ta chưa từng hận lão già quật cường này, vết nứt giữa bọn họ vốn là ở thời đại đó, rồi sự ra đi của Tĩnh Chi càng khiến hiểu lầm giữa họ thêm sâu, thời gian quả nhiên có thể mài mòn đi tất cả, khi vết thương trong lòng dần dần lắng xuống, mới nhớ ra được cái tốt của đối phương. Margaret nói, lão Sở, hôm nay vợ chồng Tống Hoài Minh gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Sở Trấn Nam nhíu mày, lạnh lùng nói, đừng nhắc tới thằng Ôn đó với tôi. Margaret nói, lão Sở, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, tôi năm đó gả cho ông, hiện tại nhớ lại, tôi chưa từng hối hận, tôi nghĩ Tĩnh Chi cũng vậy, tôi có thể hiểu được tình cảm của Hoài Minh đối với nó, tôi tin sự đau khổ ở trong lòng Hoài Minh cũng chẳng kém chúng ta nửa phần đâu. Sở Trấn Nam không nói gì. Margaret nói, ông có thể cả đời không tha thứ cho Tống Hoài Minh, có thể quy kết trách nhiệm cái chết của Tĩnh Chi lên người hắn, nhưng ông không thể yêu cầu Yên Nhiên cũng làm vậy. Nó không chỉ là con gái của Tĩnh Chi mà còn là con gái của Tống Hoài Minh. Nhiều năm như vậy rồi, nó một mực chịu đựng nỗi đau cha hại chết mẹ, mà loại đau khổ này không phải là do Tống Hoài Minh tạo thành, ông cũng có nguyên nhân nhất định. Sở Trấn Nam nắm chặt tay, một lúc sau mới thở dài, nói, tôi hiểu ý của bà, tôi sau này sẽ không miễn cưỡng Yên Nhiên nữa, nó muốn làm thế nào thì làm. Hơi nước mông lung của suối nước nóng khiến cho làng du lịch lộ ra vẻ thần bí, Trương Dương ngồi trên ghế phía trước suối nước nóng. Sở Yên Nhiên dựa vào đầu vai hắn, nhìn sao sáng đầy trời, thủ thị thật sự muốn ở lại đây, không đi đâu nữa. Trương Dương cười cười, được, ngày khác, anh sẽ kiếm một khối đất ở núi Thanh Đài, xây một căn nhà cỏ, làm vài mẫu ruộng, nuôi mấy con lợn béo, chúng ta sống những ngày tháng nam trồng lúa, nữ dệt vải, em thấy sao? Sở Yên Nhiên nói, cái tính của anh không chịu được tính mịch, có thể an lòng sống như vậy ư? Hiện tại ngấm cũng thấy lăn lộn trong quan trường cũng chẳng có gì thú vị, cả ngày đấu đá lẫn nhau, mệt lắm. Sở Yên Nhiên cười khúc khích, nói thế này chẳng giống phong cách nói chuyện của Trương đại quan nhân tí nào. Cô ta hiểu Trương Dương, sự mê luyến đối với quan chức của Trương Dương vô cùng cuồng nhiệt, loại cuồng nhiệt này thậm chí không nói ra được nguyên nhân, những lời chán trường vừa rồi chẳng qua là bị ảnh hưởng của sự kiện của Văn Linh mà thôi. Trương Dương nói, cảnh giới của con người không thể nào mãi dậm chân tại chỗ, anh cũng muốn lên cao. Bằng vào anh thôi ư, Sở Yên Nhiên khịt mũi cười nhạt. Trương Dương ôm chặt lấy cô ta, anh bảo này cô bé, em hình như rất không đồng tình với anh thì phải. Sở Yên Nhiên cười khúc khích, đó là bởi vì em nhìn anh một cách thấu triệt, anh đã ở cảnh giới cao như vậy, hay là dứt khoát từ chức đi, theo em tới nước Mỹ, giúp bà ngoại em quản lý công ty. Anh là một đảng viên. Một cán bộ quốc gia như anh chạy tới quốc gia tư bản chủ nghĩa làm gì? Em đừng hòng hủ hóa anh. Coi kìa, lòi cái đuôi cáo ra rồi kìa. Biết rằng anh không nỡ bỏ quan chức mà. Trương Dương cười tủm tỉm, mắt em hay ghê, đuôi to thì anh không có, đuôi nhỏ thì có một cái đây, bị em nhìn thấy rồi. Sở Yên Nhiên đỏ mặt, gắt lưu manh. Bộ dạng của cô ta khiến Trương đại quan nhân hơi rúng động, hắn ôm chặt lấy vai thơm của Sở Yên Nhiên. Đang định hôn thì điện thoại đổ chuông, Trương Dương chán nản thở dài, nhận điện thoại, giọng nói khẩn trương của Thường Lăng Phong vang lên, chủ nhiệm Trương, không xong rồi, ba đại biểu của đoàn đại biểu Hải Đức nước Đức đều bị đưa vào bệnh viện rồi, chuẩn đoán sơ bộ là ngộ độc thức ăn. Trương Dương nghe vậy liền to cả đầu, sao năm mới năm me mà gặp nhiều phiền phức thế, càng khiến người ta bực bội là trong ba đại biểu bị ngộ độc còn có một người là Simenai, quan chấp hành thủ tịch của tập đoàn Hải Đức. Trương Dương lập tức quyết định trở về Giang Thành, chuyện nếu to ra sẽ gây nên ảnh hưởng quốc tế. Sở Yên Nhiên nghe nói tới chuyện này cũng bảo hắn mau quay về, dặn dò Trương Dương lái xe phải cẩn thận. Sau một tiếng đồng hồ Trương đại quan nhân đã tới Bệnh viện Nhân dân số 1 Giang Thành, trên hành lang khoa ngộ độc gặp được Phó Thị trưởng Thường vụ Nghiêm Tân Kiến đang đứng mắng mỏ. Nghiêm Tân Kiến cũng tức giận rồi, sợ nhất là xảy ra chuyện lúc năm mới, ấy vậy mà chuyện lại cứ phát sinh vào đúng lúc này, hơn nữa tính chất còn nghiêm trọng như vậy. Quản đốc nhà máy máy móc công trình Tào Trinh Dương đang cúi đầu nghe chửi, buổi tối y chiêu đãi tập đoàn Hải Đức tại nhà ăn của nhà máy, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Chủ nhiệm khoa ngộ độc Chu Vĩnh Tường đi tới trước mặt Nghiêm Tân Kiến, nói tình trạng ngộ độc của mấy người khách Đức không nặng, chỉ bị nôn mửa, chắc là ngộ độc thức ăn, có điều bọn họ cự tuyệt rửa ruột. Trương Dương chạy tới, nói, không nguy hiểm tới tính mạng chứ. Chu Vĩnh Tường lắc đầu, không, chẳng qua là tình tự của đám người Đức này rất kích động. Trương Dương nghe nói đám người Đức không có nguy hiểm tới tính mạng mới yên tâm.
Thường Lăng Phong và Tiếu Quế Đường cùng tới, Tiếu Quế Đường chưa đi tới đã hét lên, sao rồi? Không tới mức gây nên ảnh hưởng quốc tế chứ? Nghiêm Tân Kiến trừng mắt lườm gã, muốn loạn thêm à? Tiếu Quế Đường ngượng ngùng câm miệng lại. Trương Dương chọt một câu, chủ nhiệm Tiếu, sao vậy? Tôi mới đi có một ngày mà sao xảy ra chuyện lớn thế? Cái này gọi là đùn đẩy trách nhiệm. Tiếu Quế Đường trong lòng bốc hỏa, người Đức bị ngộ độc thức ăn thì liên quan rắm gì tới ta, ngươi nói vậy cứ như là ta hạ độc họ Thành như vậy ý. Gã cười khổ không thôi, nói, bọn họ ăn cơm ở nhà máy máy móc công trình, tôi cũng không biết lại xảy ra vấn đề lớn như vậy, và lại tôi cũng ăn, Tiểu Thường cũng ăn, sao chúng tôi không sao? Câu nói này đã nhắc nhở Trương Dương, hắn nói với Thường Lăng Phong, đi, tôi đi cùng anh xem thế nào. Ba người khác nước Đức đều truyền nước, người Đức tóc hoa râm nằm ở giữa chính là Simenai, quan chấp hành thủ tịch của tập đoàn. Chứng trạng của y là nặng nhất. Trương Dương bước tới nhìn mặt y. Đôi mắt màu lam của Simenai cũng nhìn vào Trương Dương. Thường Lăng Phong dùng tiếng Đức giới thiệu Trương Dương với y. Simenai líu lo nói, thức ăn của các anh có vấn đề. Người Đức này vẫn tính là bình tĩnh, không chỉ trích gì cả. Hai người còn lại thì không dễ nói như vậy, vẻ mặt kích động tỏ ý muốn truy cứu trách nhiệm của phía Giang Thành. Chương 279, hóa giải nguy cơ. Trương Dương nhìn sắc mặt của Simenai, lại thò tay ra bắt mạch môn của y, xem lưỡi, phát hiện Simenai quả thật có hiện tượng ngộ độc, hắn quay sang hỏi Thường Lăng Phong, bọn họ buổi tối ăn gì. Thường Lăng Phong viết lại thực đơn cho hắn. Trương Dương nhìn một lượt thì thấy không có gì lạ, hắn cầm bút lên viết một phương thuốc, giao cho Thường Lăng Phong, đi mua đi rồi sắc cho họ uống. Lúc này viện trưởng Tạ Ủng Quân cũng tới, ông ta cầm lấy phương thuốc mà Trương Dương kê, giao cho tôi đi. Phối phương mà Trương Dương viết là một thang giải độc, mấy người Đức vốn bị ngộ độc, chứng trạng tuy không nặng, sau khi uống thuốc giải độc, rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, Simenai cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trương Dương giải thích, các ông không phải là ngộ độc, là không quen thủy thổ, thịt rắn không phải là ai cũng ăn được, trong cơ thể các ông thiếu một loại men, đây chính là nguyên nhân mà người khác ăn không sao, các ông ăn vào thì nôn mửa. Đây là dị ứng, không phải là ngộ độc, Trương Dương cũng chỉ ăn nói linh tinh thôi, có điều hắn vừa tới đã dùng thang giải độc trị khỏi cho ba người Đức, phía người Đức tất nhiên là tin sái cổ. Một trận phong ba đã được Trương Dương dẹp yên. Trương Dương bảo Thường Lăng Phong đi khách Đức tới phòng khách quý để nghỉ ngơi, người Đức đi không lâu, đại thị trưởng Tả Viên Chiêu cũng tới, ông ta vừa kinh ngạc lại vừa lo sợ, nếu như bất kỳ một người khách Đức nào xảy ra chuyện ở Giang Thành thì ông ta cũng đều phải gánh trách nhiệm. Tả Viên Chiêu chỉ vào mũi Tào Chính Dương mà mắng mỏ một trận, Tào Chính Dương có thể nói là năm hạn gặp nhiều điều bất lợi, phải đón năm mới trong một tràng tiếng mắng chửi. Miệng thì Thủy Chung vẫn cãi tất cả thực vật đều được kiểm tra nghiêm ngặt, chắc không thể xảy ra vấn đề gì. Nghiêm Tân Kiến nói, anh luôn miệng nói là không có vấn đề gì, vậy thì những người khách Đức đó sao lại bị ngộ độc thức ăn? Tào Chính Dương nói, có thể là không hợp thủy thổ, cũng có thể là dị ứng thực vật, chủ nhiệm Trương vừa rồi không phải đã nói rồi ư. Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Tạ Ủng Quân nói, tôi đã bảo phòng hóa nghiệm tăng ca kiểm nghiệm rồi, sẽ sớm tìm ra nguyên nhân thôi. Đại thị trưởng Tả Viên Chiêu nói ra một câu khiến Tào Chính Dương hết hồn, không loại trừ có người ác ý đầu độc. Không ngờ Tả Viên Chiêu lại đoán rất chuẩn, thông qua hóa nghiệm, phát hiện bên trong đồ mà mấy người Đức nôn ra phát hiện có thành phần thuốc chuột, có điều hàm lượng rất ít, không đến nỗi tạo thành nguy hiểm tới tính mạng. Chuyện đột nhiên biến thành nghiêm trọng, Tả Viên Chiêu nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, ngay lập tức gọi cục trưởng Công Vinh bằng phi tới, chuyện này đã cấu thành phạm tội, phải để cơ quan công an vào cuộc. Muốn tra ra chuyện này cũng không khó, khi khoa giám định của cơ quan công an tiến hành tìm chứng cứ. Khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là trong thức ăn tối hôm đó không hề phát hiện thành phần độc dược, truy tới tận gốc, không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở Thanh Giang Đặc Cung đã dùng trong tiệc chiêu đãi. Quản đốc nhà máy máy móc công trình Tào Chính Dương sau khi nhận được tin tức này thì như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Mình coi như là không phải gánh tiếng oan này rồi, y lắc đầu thở dài, tôi sớm đã nói rồi, thức ăn của chúng tôi không có vấn đề, tôi làm sao mà ngờ được là rượu có vấn đề. Tối hôm đó ba người Đức này uống nhiều nhất, tôi cũng uống một chút, có điều tôi không có chứng trạng gì. Trương Dương từ tận đáy lòng vô cùng coi thường thằng cha này, vừa rồi lúc tình huống chưa rõ ràng, bị mắng cho thì không dám ngẩng mặt lên, giờ vừa nghe thấy vấn đề ở trong rượu thì lập tức biến thành hùng hổ. Tào Chính Dương đại khái là bị áp lực quá lâu, cho nên lúc này biểu hiện hơi quá đáng, y tiếp tục ném đá xuống giếng, nhà máy rượu làm cái gì vậy?
Rượu thế này mà cũng dám bán ra ngoài, sau này ai còn dám dùng rượu của họ nữa. Trương Dương đang muốn giễu y mấy câu thì cục tưởng cục công an Vinh Bằng Phi đã không nghe nổi nữa, y cười nhạt, bình thường rượu đều là sản xuất theo dây chuyền, khả năng trong một bình có độc là không lớn, hiện tại trước tiên không thể loại trừ khả năng là có người đầu độc, anh đưa danh sách những người tham gia bữa tiệc tối hôm đó cho tôi muốn kiểm tra tử tế. Tào Chính Dương ngây ra. Vinh Bằng Phi lại nói, xét thấy tính đặc thù của vụ án này, tôi hy vọng tất cả mọi người đều tiến hành bảo mật về chuyện này. Nếu như nội tình của chuyện này bị người Đức biết, ảnh hưởng sẽ cực kỳ ác liệt, thậm chí sẽ nguy hại tới việc dẫn Tư Chiêu Thương của Giang Thành sau này. Lợi ích của Giang Thành đại biểu cho lợi ích của tất cả mọi người, tôi hy vọng mọi người phải có cái nhìn toàn cục. Trương Dương gật đầu bổ sung, phía đoàn đại biểu nước Đức tuy có hoài nghi, nhưng tôi có thể khiến họ sơ bộ tin rằng đây chỉ là dị ứng, dẫu sao thì trong 12 người họ tới đây chỉ có 3 người trúng độc. Hắn nhìn Tào Chính Dương một cái, nói quản đốc Tào. Năng lực ứng biến của các anh cũng kém quá đấy, người Đức ngã 3 người, các anh cho dù là giả vờ thì cũng phải ngã xuống 4 người chứ. Hiện tại thì hay rồi, bọn họ nôn ọe ầm ĩ, các anh thì bình an vô sự, trong lòng bọn quỷ Đức đấy có thể cân bằng được ư. Tào Chính Dương tuy ghét cái giọng điệu của Trương Dương khi nói chuyện với mình, có điều cũng thừa nhận là hắn nói rất chính xác. Phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến nói, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để bổ cứu. Cố gắng hạn chế ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ nhất. Y nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 2 giờ sáng rồi, không khỏi cười khổ, đêm tất niên này đúng là khó quên, mọi người đều mệt rồi, về đón năm mới đi. Trương Dương cười nói, chúc mừng năm mới thị trưởng Nghiêm. Bầu không khí ngưng trọng lập tức hòa hoãn hơn nhiều, mọi người chúc mừng năm mới nhau. Trương Dương và Vinh Bằng Phi cùng nhau rời khỏi cục công an, nhà của Vinh Bằng Phi cách ký túc xá của cục công an không xa. Y không được xét cho vào ở viện gia thuộc thị ủy. Trương Dương đưa Vinh Bằng Phi tới cửa, sau đó từ trong xe lấy ra một hộp thanh giang đắc cung, Vinh cục, cầm về uống đi. Vinh Bằng Phi không nhịn được liền bật cười, thằng ôn cậu đúng là đồ phá hoại. Nhưng Y vẫn nhận lấy, không lập tức về nhà mà hỏi, chuyện này cậu thấy sao? Trương Dương nói, rất đơn giản, chuyện này không có quan hệ lớn với nhà máy rượu. Bọn họ không có lý do đặc biệt hạ độc vào một bình rượu. Tôi cho rằng chuyện này có liên quan tới việc khảo sát của tập đoàn Hải Đức, có người muốn phá hoại lần hợp tác này. Vinh Bằng Phi nhíu mày, không sai, chỉ cần tra ra hôm đó có những ai dự tiệc, rồi lại tra xem lúc trước ai tích cực nhất trong việc hợp tác với tập đoàn An Đại, ai có thể từ trong đó nhận được lợi ích lớn nhất, nghi phạm sẽ nổi lên mặt nước thôi. Trương Dương sau khi chia tay Vinh Bằng Phi, một mình lái xe về chỗ ở, tuy đã là sáng sớm, nhưng tiếng pháo vẫn vang lên không ngừng. Trương Dương bất giác nhớ về quá khứ, đoạn thời gian ở Triều Tùy Dương như đã rời xa gã rồi. Trương Dương cầm điện thoại lên, mân mê trong tay một lúc mới gọi vào di động của Tần Thanh. Giọng nói của Tần Thanh lộ ra vẻ ngáy ngủ, cô ta chắc vừa mới lên giường không lâu, Trương Dương, vẫn chưa ngủ à? Chúc mừng năm mới! Tần Thanh cười cười, anh vẫn ở Xuân Dương ư? Không, đang một mình lái xe trên đường quốc lộ Giang Thành. Tới cửa nhà em rồi. Vốn muốn vào chúc Tết cha em, nhưng lại sợ làm phiền. Thật ư? Ừ, em khi nào về? Giọng nói của Tần Thanh không nén được vẻ kích động, em đang ở nhà, em ở Giang Thành. Trương Dương đột nhiên đạp phanh xe. Tần Thanh mặc xong quần áo liền lao ra khỏi cửa, khi Trương Dương nhìn thấy thân hình yểu điệu của cô ta xuất hiện ở đầu ngõ, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó nói thành lời. Bọn họ đồng thời chạy về phía đối phương, ôm chặt lấy nhau. Trong lòng hai người đều tràn ngập hạnh phúc. Trương Dương dắt tay cô ta, dẫn vào trong xe Jeep. Đi đâu? Trương Dương hỏi. Anh đi đâu thì em đi đó. Tần Thanh kỳ thực vào ngày 30 đã về tới Giang Thành rồi, khi cô ta biết Trương Dương đang ở cùng với Sở Yên Nhiên, để tránh khiến Trương Dương phân tâm, cho nên vẫn nói dối là mình ở lại Lam Sơn dự lễ họp mặt chúc Tết. Chỉ có ở trong lòng Trương Dương, Tần Thanh mới có thể bỏ xuống gánh nặng và chiếc mặt nạ. Mới có thể chân chính làm một nữ nhân. Tần Thanh tóc mây rối tung, đôi tay ngọc trắng nõn ôm lấy cổ Trương Dương. Mắt đẹo khép hờ, Trương Dương đè lên thân hình hoàn mỹ của Phó Thị trưởng Tần, mỉm cười nói em càng ngày càng biết phối hợp công tác với anh đấy. Tần Thanh gắt, miệng chó không mọc được ngà voi. Thân hình của cô ta uốn éo một cái, đẩy Trương Dương xuống, đôi chân thon dài quấn lấy người hắn, ôn nhu nói, gần đây có phải là tâm tình không được tốt không? Trương Dương gật đầu, có một số chuyện có thể là đã được định trước rồi, cho dù anh không muốn nó xảy ra thì cũng vẫn rơi xuống đầu anh thôi.
Tần Thanh nói, chuyện của Văn Linh em cũng có nghe nói tới rồi, có thể tất cả thật sự như anh nói, lúc trước là một tay anh cứu cô ta, hiện giờ người mang cô ta đi lại là anh. Trương Dương nói, tuy mẹ nuôi không truy cứu trách nhiệm của anh, có điều trong lòng bà ta nhất định không dễ chịu. Tần Thanh nói, vợ chồng Phó Tổng thống Văn đều là những người thấu tình đạt lý, em nghĩ bọn họ sẽ không nhằm vào anh đâu. Trương Dương nói, anh không phải là sợ bị nhằm vào, anh chỉ cảm thấy không phải với mẹ nuôi thôi. Tần Thanh nhẹ nhàng vuốt ve ngực của Trương Dương, nói yên tâm đi, tất cả rồi sẽ qua thôi. Trương Dương nói, cùng lắm là anh rời khỏi sĩ đồ. Tần Thanh nói, anh nỡ ư. Trương Dương mỉm cười, có gì mà không nỡ, anh nếu rời khỏi sĩ đồ, làm một nam nhân đứng sau phụ tá em, để em từng bước lên cao, một bước lên tận mây xanh. Tần Thanh cười nói, anh thật sự nguyện ý làm vậy ư. Trương Dương nói, bất kể là tâm lý hay là sinh ý anh đều không chút bảo lưu với em. Phì. Và rồi, em cho dù làm quan to như thế nào thì cũng vẫn phải ngoan ngoãn nằm dưới người anh. Tần Thanh trợn mắt lên, không, hôm nay anh muốn ức hiếp anh một phen. Tết âm lịch đối với mỗi người mà nói đều là một bắt đầu mới, Đỗ Thiên Giã dậy sớm, trước tiên thắp một nén hương cho cha, sau đó đi dập đầu chúc Tết mẹ. Tình tự của Phùng Ngọc Mai đã bình phục. Người ta sau khi tiếp nhận hiện thực, bi thương trong lòng cũng vơi đi nhiều. Bà ta cầm một cái bao lì xì đưa cho Đỗ Thiên Giã, vỗ vỗ vào bên giường, nói Thiên Giã, con qua đây, mẹ có lời muốn nói với con. Đỗ Thiên Giã dạ một tiếng, ngồi xuống cạnh mẹ, Phùng Ngọc Mai nắm lấy tay con trai, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn một hồi lâu, ngẫm nghĩ cả hai phút mới nói khẽ Thiên Giã, con biết ý tứ của cái tên của con không? Đỗ Thiên Giã lắc đầu. Phùng Ngọc Mai nói, cha con và mẹ con quen nhau trong chiến dịch Bình Tân ở Thiên Tân, bọn họ đều thuộc quân dã chiến Đông Bắc. Để kỷ niệm phần ký ức này của họ, cho nên mới đặt cho con cái tên là Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã trong lòng chấn động, gã từ trong ngữ khí của mẹ đã phát giác ra được gì đó, nhưng gã lại không dám tin, mình đã 38 tuổi rồi, chẳng lẽ? Phùng Ngọc Mai gật đầu, nói ta và cha con không phải là cha mẹ ruột của con cũng không phải là họ Đỗ, con họ Trần. Mẹ con là Khư Mẫn, bạn tốt của ta, còn cha con là Trần Sùng Sơn. Đỗ Thiên Giã bị tin tức đột ngột này khiến cho chấn kinh, hắn ngồi ngây đơ ra đó, tay trở nên run rẩy. Phùng Ngọc Mai nói, Thiên Giã, thời đại đã tạo thành bi kịch cho gia đình của con, mẹ con bởi vì có bối cảnh Đài Loan, cho nên bà ta không muốn làm liên lụy tới cha con, dưới tình huống đã biết rằng mình mang thai mà vẫn rời khỏi cha con, bà ta tới Bắc Nguyên, lúc sinh nở, bởi vì khó sinh mà rời khỏi nhân thế. Chú sở của con giao con cho chúng ta chiếu cố, cha con lúc đó đang lâm vào tình cảnh xấu, lão sở lại không liên hệ được với ông ấy, cho nên liền đưa con tới Bắc Kinh, giao cho hai vợ chồng ta chiếu cố. Chúng ta nhiều năm như vậy vẫn giữ bí mật này là sợ chuyện này sẽ tạo thành thương hại cho con, giờ cha con đi rồi, năm ngoái lúc chúng ta tới Giang Thành, là muốn tác hợp cho con và lão Trần cha con gặp nhau, không ngờ. Nói tới đây, mắt Phùng Ngọc Mại lại đỏ lên. Đỗ Thiên Giã đã tin lời mẹ nói. Chỉ là gã vẫn không thể nào tiếp nhận hiện thực này, nghẹn ngào nói, nhiều năm như vậy rồi, vì sao phải giấu con? Phùng Ngọc Mai nói, chúng ta muốn con trưởng thành khỏe mạnh, lại thêm chúng ta không thể nào liên lạc được với lão Trần, ông ấy cũng không biết rằng trên đời này còn có một người con trai là con, cho tới khi Sở Trấn Nam và ông ta gặp mặt mới nói chuyện này ra. Thiên Giã, đừng trách cha con, ông ấy yêu mẹ con, yêu con, nhiều năm như vậy ông ta vẫn phải sống trong đau khổ và hoài niệm. Đỗ Thiên Giã dùng sức cắn chặt môi, cố gắng khống chế để nước mắt không rơi xuống. Gã hiện tại cuối cùng cũng hiểu Trần Sùng Sơn lúc gặp mình vì sao lại có biểu hiện thất thường như vậy, vì sao giữa mình và ông ta thủy chung nói mãi không hết chuyện, phụ tử liên tâm, huyết mạch thân tình không thể nào thay đổi được. Phùng Ngọc Mai nói, con à, trên thế giới con vẫn còn có thân nhân. Bà ta không nhịn được mà rơi lệ. Đỗ Thiên Giã quỳ xuống trước mặt bà ta, mẹ vĩnh viễn là người mẹ yêu quý của con. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Vợ chồng Văn Quốc Quyền lúc này tới chúc Tết, trước đây mỗi năm vợ chồng Văn Quốc Quyền đều tới chúc Tết vợ chồng Đỗ Sơn Khôi, đây là một loại lễ phép, cũng là để nghiệm chứng quan hệ giữa hai nhà. Năm nay hai nhà phát sinh kịch biết, Văn Quốc Quyền suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định tới chúc Tết Phùng Ngọc Mai, ông ta muốn dùng phương thức này để biểu đạt sự áy náy đối với Đỗ gia. Phùng Ngọc Mai vành mắt đỏ bừng, nhưng mặt vẫn mỉm cười, Phó Thủ tướng Văn, Tuệ Ninh, hai người tới sớm vậy, ngồi xuống đi. Đỗ Thiên Giã cũng nói với Văn Quốc Quyền, chúc chú Văn năm mới vui vẻ, dì La năm mới vui vẻ.
Văn Quốc Quyền cười cười, cùng La Tuệ Ninh ngồi xuống salon, Văn Quốc Quyền thân thiết hỏi chị, sức khỏe vẫn tốt chứ? Phùng Ngọc Mai gật đầu, vẫn khỏe. Tuy biểu hiện của mẹ con Phùng Ngọc Mai rất khách khí, nhưng vợ chồng Văn Quốc Quyền vẫn cảm thấy được sự xa lạ ở trong loại khách khí này. Văn Quốc Quyền nói chị, bọn em hôm nay tới để chúc Tết chị. Phùng Ngọc Mai nói, các em mỗi năm đều nhớ đến đây chúc Tết như vậy thật đáng mừng. Năm nay trong nhà xảy ra chuyện, nếu không Thiên Gia cũng qua bên nhà các em chúc Tết rồi. Văn Quốc Quyền nói, xin lỗi chị. Phùng Ngọc Mai lắc đầu, nói chuyện của quá khứ thì cứ để nó qua đi, chúng ta đừng cứ mãi giữ những chuyện không vui ở trong lòng. Lúc lão Đỗ còn sống thường nói rằng, con người luôn phải nhìn về phía trước, chúng ta cũng nên làm vậy. Văn Quốc Quyền gật đầu. Phùng Ngọc Mai nói, tôi biết, trong lòng mọi người đều không dễ chịu gì, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, hy vọng trong năm mới này chúng ta thuận buồm xuôi gió. Lúc La Tuệ Ninh nói chuyện với Phùng Ngọc Mai, Văn Quốc Quyền và Trương Duệ Dung đi ra vườn ra hoa bên ngoài, Văn Quốc Quyền nhìn bồn cảnh trong vườn hoa, không khỏi cảm khái, những bồn cảnh này nên sửa lại rồi. Đỗ Thiên Dã nói, cha lúc còn sống thích nhất là chăm sóc những bồn cảnh này, hiện tại ông ấy đi rồi, những bồn cảnh này cũng mất đi khí khái năm xưa, cháu cũng không có thời gian chăm sóc chúng. Văn Quốc Quyền nói, Thiên Dã, chú luôn muốn nói xin lỗi với cháu, là Tiểu Linh có lỗi với cháu. Đỗ Thiên Dã cười nhạt, nói chú Văn, cháu hiện tại đã nghĩ thông rồi, chuyện này cũng có trách nhiệm của cháu, có điều chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, cháu cũng biết cách tiếp nhận hiện thực. Văn Quốc Quyền nói, cháu có thể nghĩ được vậy là tốt rồi, hy vọng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới công tác của cháu. Đỗ Thiên Dã nói, ngày mai cháu về Giang Thành rồi, lại bước vào cương vị công tác của cháu. Văn Quốc Quyền mỉm cười, nói, rất nhanh cháu sẽ phát hiện, công việc là phương pháp tốt nhất để quên đi đau khổ. Ba đại biểu của tập đoàn Hải Đức của nước Đức sau khi uống thang giải độc của Trương Dương, ngay hôm sau tinh thần đã long tinh hổ mãnh. Bởi vì trừ bọn họ ra những người khác đều không sao cả, cho nên bọn họ cũng bắt đầu tin rằng là ba người bị dị ứng. Người Đức có một chỗ tốt, họ phân rõ làm ăn và những chuyện khác, tuy đã xảy ra chuyện này, song không hề ảnh hưởng gì tới việc khảo sát nhà máy máy móc công trình của họ. Ximenai rất hài lòng đối với các phương diện của nhà máy, kỳ thực tập đoàn Hải Đức trước giờ luôn muốn xây nhà máy ở Trung Quốc, cũng đã từng khảo sát, có điều chưa tìm được nơi thích hợp. Nhà máy máy móc công trình Giang Thành rất phù hợp với yêu cầu của họ. Hiệu suất làm việc của đám quỷ Đức rất cao, ngày Tết âm lịch, 12 đại biểu phân công tiến hành khảo sát, do đó, nhà máy máy móc công trình Giang Thành không thể không quyết định tăng ca, còn giữ nguyên tình hình sản xuất chân thực nhất. Đại thị trưởng Tả Viên Chiêu vào buổi trưa Tết âm lịch chiêu đãi đoàn đại biểu nước Đức, có kinh lịch của ngày hôm qua, hôm nay thức ăn được kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Thiếu Quế Đường cũng tới giúp đỡ từ sớm. Chỉ là Trương Dương vẫn chưa tới, Tả Viên Chiêu không nhịn được bèn hỏi, Trương Dương đâu? Anh ta là chủ lực uống rượu mà. Tiêu Quế Đường nói, không biết, hay là để tôi gọi điện cho anh ta nhé? Tả Viên Chiêu gật đầu. Trương Dương lúc nhận được điện thoại của Tiêu Quế Đường thì vẫn đang ở nhà Tần Thanh chúc Tết. Hắn và Tần Thanh tối qua tuy ngủ với nhau, nhưng sáng sớm nay Tần Thanh đã đi rồi. Trương Dương nghỉ ngơi tới hơn 8 giờ mới đi chúc Tết. Hắn trước tiên gọi điện thoại chúc mừng năm mới bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, đại thị trưởng Tống Hoài Minh, sau đó lại tới tòa nhà thị ủy chúc Tết đám thường ủy Lý Trường Vũ, từ Bưu, lúc tới nhà Tần Thanh thì đã hơn 9 giờ. Tần Thanh đang ở trong nhà nói chuyện với cha, Tần Bạch bởi vì tăng ca nên không ở nhà, nhìn thấy Trương Dương, trong mắt Tần Thanh lộ ra mất phần xấu hổ. Trương Dương giả vờ giả vịt nói, thị trưởng Tần, chị về rồi à, em còn cho rằng chị vẫn ở Lam Sơn. Tần Thanh trong lòng mắng thầm, giả vờ giả vịt thì cũng có mức độ chứ, phải biết rằng tốt quá hóa dở, cha hình như đã phát giác ra quan hệ giữa hai người họ, chỉ mong ông ấy không thể đoán ra điều gì. May mà biểu hiện của Tần Truyền Lương vẫn không có gì khác lạ, ông ta mỉm cười, Trương Dương tới rồi đấy à. Trương Dương nói, chúc mừng năm mới chú Tần. Tần Truyền Lương nhiệt tình chào hỏi, cháu ăn gì chưa? Tần Thanh vừa làm bánh chẻo, cùng ăn chút nhé. Trương Dương gật đầu. Nói thị trưởng Tần tự ti quấn à? Tần Thanh cười nhạt, nói cậu ăn nhân gì? Ngọt hay mặn? Mặn, em thích ăn thịt. Tần Thanh mặt nóng bừng, vội vàng chạy vào trong phòng bếp. Thằng ôn này gan càng lúc càng lớn, không ngờ lại đùa giỡn mình ở trước mặt cha, có điều những lời này của Trương Dương rất mịt mờ, Tần Truyền Lương không nghe ra được ý tứ của hắn. Tần Truyền Lương nói, Trương Dương, phòng chiêu thương của các cậu phụ trách chiêu thương dẫn tư, cũng giúp đỡ đưa nha môn cổ của chúng tôi giới thiếu ra ngoài đi,
xem có ai nguyện ý đầu tư tu sửa không. Trương Dương cười nói, chú Tần, công trình tu sửa nha môn cổ không phải sớm đã bắt đầu rồi ư? Tần Truyền Lương nói, chút tiền đó của thị lý căn bản như muối bỏ biển, nha môn cổ và những nơi khác bất đồng, rất nhiều khách thương đều không nhìn được tiền đồ phát triển sau này. Trương Dương nói, chỉ là một cái nha môn, cũng chính là chính phủ thành phố trước đây, đích xác là không có giá trị tham quan. Sao lại nói vậy, trong nha môn cổ có rất nhiều văn vật, rất nhiều đồ cổ có giá trị. Có giá trị khảo cổ nhưng chưa chắc có giá trị du lịch, hiện tại thương nhân đầu tư đều không phải là kẻ ngốc, người ta sẽ không tự dưng bỏ tiền ra vô ích đâu, bọn họ đầu tư thì muốn nhìn thấy hồi báo. Tần Truyền Lương thở dài, con người hiện tại càng lúc càng thực tế. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, cháu sẽ nghĩ cách giúp chú. Tần Thanh bưng bánh chẻo ra, Trương Dương đứng dậy nhận lấy khay, lúc này Tiếu Quế Đường gọi điện thoại tới. Tiếu Quế Đường chỉ nói là thị trưởng Tả trưa nay mời khách Đức, bảo hắn phải tới chiêu đãi tiếp khách. Trương Dương gác điện thoại, lại thấy Tần Thanh đang nhìn hắn, liền cười nói, thị lý bảo em tới rót rượu cho đám quỷ Đức. Tần Thanh ồ một tiếng, còn nhiều bánh chẻo lắm. Trương Dương nói, yên tâm đi, em ăn xong mới đi. Tần Truyền Lương nói, đúng, ăn no mới đi làm việc, không thể nào để bụng đói mà uống rượu với đám người Đức được. Trương Dương gắp một cái bánh bỏ vào miệng, khen, ngon quá, vỏ mỏng mà nhân lại lớn, thật không ngờ thị trưởng Tần lại làm bánh chẻo khéo như vậy. Tần Truyền Lương mỉm cười, nói Tiểu Thanh từ nhỏ đã khéo tay. Nhưng lớn rồi, quan càng làm càng lớn, bình thường kẻ làm cha như tôi cũng rất khó được ăn bánh chẻo ngon. Tần Thanh nói, cái này không trách con được. Con bảo cha tới Lam Sơn dưỡng lão, cha cứ khăng khăng đòi về Giang Thành, tuổi lớn như vậy rồi, chân tay lại không tiện, cả ngày cứ theo đội thi công ăn gió uống sương, vạn nhất có sơ sẩy gì thì con và Tiểu Bạch phải làm sao đây? Tần Truyền Lương nói, xem con kìa, chẳng lẽ cha còn không biết tự chiếu cố cho mình ư? Trương Dương rất nhanh liền ăn xong khay bánh chẻo, Tần Thanh lại mang cho hắn một chén trà, dùng nước cho tiêu thức ăn. Trương Dương đang uống trà thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến gọi điện dục hắn. Tần Thanh cười nói, xem ra thị lý đúng là không rời anh ra được. Trương Dương nói, hôm qua đám người Đức đó bởi vì tham ăn nên có mấy người bị ngộ độc, bữa cơm trưa nay là thị trưởng Tả làm để an ủi họ. Tần Thanh nói, xảy ra loại chuyện này, bất kể là trách nhiệm ở ai, vẫn phải nhanh tay trấn an, thị trưởng Tả làm đúng. Biết rằng thị lý tìm Trương Dương quả thật là có việc, Tần Thanh vội vàng dục hắn đi mau. Trương Dương rời khỏi Tần gia. Tần Truyền Lương và Tần Thanh tiễn hắn ra ngoài cửa, nhìn bóng lưng của Trương Dương, Tần Truyền Lương ý vị thâm trường nói, Trương Dương, thằng nhóc này rất khá. Tần Thanh nói, đúng vậy, rất có lòng cầu tiến, năng lực làm việc cũng mạnh. Tần Truyền Lương nhìn con gái, con biết cha nói không phải là có ý đó mà. Tần Thanh nói, vậy cha có ý gì? Tần Truyền Lương nói, con không còn nhỏ nữa rồi, sự nghiệp tuy quan trọng, nhưng chuyện cá nhân. Cha, con đã nói rằng tạm thời không nghĩ tới chuyện này rồi mà. Cha thấy Trương Dương khá đấy. Tần Thanh nói, cậu ấy nhỏ tuổi hơn con chỉ coi cậu ấy như em trai thôi, cha đừng có nói linh tinh, để người ta biết được, chúng con sau này ngay cả làm bạn bè cũng không được đâu. Tần Truyền Lương thở dài, không nói nữa. Lúc trưa, đoàn đại biểu nước Đức vẫn tới nhà khách của chính phủ thành phố đông đủ, bởi vì thang giải độc của Trương Dương. Ba người đứng bị trúng độc sau khi xuất hiện chứng trạng ngắn thì đã khỏi hẳn, cho nên bọn họ trên cơ bản cũng tin cách giải thích dị ứng với thức ăn của phía Giang Thành. Tả Viên Chiêu tự mình tiếp đãi nhóm người của tập đoàn Hải Đức nước Đức, lúc ông ta và Simenai bắt tay nhau cười nói, hôm qua là sợ bóng sợ gió thôi, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý trách nhiệm của những nhân viên liên quan, xin các vị khách cứ yên tâm, sau này sẽ không xảy ra tình huống tương tự nữa đâu. Simenai cũng là một người rộng lượng. Y cười nói, ta đã nhờ chuyên gia trong nước cố vấn, bọn họ nói các loại thức ăn như thịt rắn, côn trùng rất dễ gây ra hiện tượng dị ứng, chuyện này bản thân chúng tôi cũng có trách nhiệm, có trách thì chỉ có thể trách thức ăn Trung Quốc của các bạn quá ngon. Tả Viên Chiêu cười ha ha, mời Simenai bước vào trong. Trương Dương tới hơi muộn một chút, có điều sự có mặt của hắn vẫn dẫn tới sự chú ý của các người khách Đức, Simenai chủ động đứng dậy đón hắn, giang hai tay ra, nói Trương tiên sinh, người bạn của tôi. Để tỏ ý cảm tạ với anh, tôi xin được ôm anh một cái ôm chân chí nhất. Simenai lưng hổ eo gấu, cao khoảng hơn 1m9, nặng khoảng hơn 100 cân, Trương Dương so với y thì nhỏ hơn nhiều. Simenai rất khoa trương nhấc cả Trương Dương lên, xoay tại chỗ một vòng,
Trương đại quan nhân đấy là không so đo với hắn, nếu thực sự biểu hiện thực lực, đừng nói là Ximenai hơn trăm cân, cho dù là cho y nặng hơn gấp đôi cũng nhẹ nhàng nhấc lên được. Thường Lăng Phong ở bên cạnh kịp thời cho Ximenai, gã cũng tính như là có chút hiểu về Trương Dương, sợ thằng ôn này hiểu lầm ý tứ của Ximenai, lại đấm cho người ta một trận. Trương Dương tuy không hiểu tiếng Đức, nhưng hắn hiện tại năng lực cảm ngộ của hắn rất mạnh, vừa nhìn đã biết người ta có ý tốt, có điều khi Ximenai bỏ hắn xuống, hắn cũng ôm Ximenai lên, xoay tại chỗ một vòng, tất cả mọi người đều bị sức mạnh của Trương đại quân nhân làm cho chố cả mắt. Ximenai càng há miệng trợn mắt, Trương Dương ôm lấy y, so với y ôm Trương Dương thì khó khăn hơn nhiều, y không khỏi khâm phục nói, đều nói người Trung Quốc ai ai cũng là cao thủ công phu, xem ra lời đồn là thật rồi. Mọi người nhập tọa, Trương Dương và Tả Viên Chiêu, Nghiêm Tân Kiến, Ximenai ngồi cùng bàn, Tả Viên Chiêu sau khi nói lời chúc rượu, tất cả mọi người bắt đầu uống, những người Đức này rõ ràng là bên vì chuyện ngày hôm qua mà trong lòng có ám ảnh, tuy thức ăn rất ngon, nhưng bọn họ lại không dám ăn thỏa thích. Thường Lăng Phong nhìn ra trong lòng họ có điều cố kỵ, không khỏi mỉm cười giải thích với Ximenai, xin các vị yên tâm, những thực vật này đều không dẫn tới dị ứng đâu, chúng tôi đảm bảo 100%. Thấy những người khác sau khi ăn đều không sao, người Đức mới dần dần thả lỏng, mà họ một khi đã thả lỏng, biểu hiện ra sức chiến đấu cũng rất kinh người, không những biểu hiện trên tốc độ ăn mà tửu lượng cũng rất lợi hại, bọn họ đều số đều uống bia, một cốc bia lớn uống một hơi là hết. Trương đại quan nhân tửu lượng tuy rất kinh người, nhưng đó là rượu trắng, bia thì hắn uống thế nào cũng không say, nhưng uống vào lại căng cả bụng. Lại thêm Trương Dương vừa rồi mới ăn bánh chẻo, sức chiến đấu tự nhiên giảm đi nhiều. Uống được mấy cốc bia thì cảm thấy no không chịu nổi, vẫn phải quay về uống rượu. Tả Viên Chiêu cao hứng khi nhìn đám người Đức không bởi vì chuyện bị ngộ độc tối qua mà bị ảnh hưởng, trong khoảng thời gian bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã về Bắc Kinh lo tang sự cho cha, ông ta không hy vọng sẽ xảy ra sai lầm gì, dẫu sao thì sau Tết rất nhanh sẽ mở đại hội nhân dân, tới lúc đó, ông ta có thể danh chính ngôn thuận bỏ đi chữ đại này. Đương nhiên Tả Viên Chiêu trong lòng cũng rất hy vọng lần hợp tác với tập đoàn Hải Đức này sẽ thành công. Nhà máy máy móc công trình là một xí nghiệp nhà nước trọng điểm, có thể nói ý nghĩa của cải cách nhà máy máy móc công trình, hơn hẳn bất kỳ xí nghiệp nào khác của Giang Thành, mà vấn đề của nhà máy có thể được giải quyết thuận lợi, đối với công cuộc cải cách xí nghiệp của Giang Thành ngày sau sẽ mang tới tác dụng lớn. Quản đốc nhà máy máy móc công trình Tào Chính Dương tuy toàn bộ hành trình đều theo người Đức khảo sát, nhưng hiện tại y vẫn không rõ người Đức có ý gì, bởi vì Thôi Chí Hoán bị bắt. Hợp tác giữa tập đoàn An Đại của Hàn Quốc và họ trên cơ bản đã tuyên bố phá sản. Tào Chính Dương cũng đã đặt toàn bộ hy vọng lên tập đoàn Hải Đức. Y hỏi nhỏ Thường Lăng Phong, chủ nhiệm Thường, anh thấy ý của họ rốt cuộc là thế nào? Thường Lăng Phong mỉm cười, hôm qua người ta mới tới Giang Thành, hôm nay ông đã muốn người ta tỏ thái độ, vậy thì nhanh quá, lúc trước khi tập đoàn An Đại khảo sát, lục tục tiến hành mất gần một năm đó. Tào Chính Dương gật đầu, Thường Lăng Phong nói không sai. Mình quả thật là quá sốt ruột rồi. Nhưng việc cải cách của nhà máy thủy chung dừng mà không tiến, thân là quản đốc y cũng rất lo lắng. Tả Viên Chiêu hỏi ý kiến của đoàn khảo sát nước Đức về Giang Thành. Ximenai nói, Giang Thành là một thành thị cổ xưa, thời gian chúng tôi tới Giang Thành chưa lâu, nhưng cũng cảm thấy được lòng nhiệt tình của các vị lãnh đạo cùng với nhân dân Giang Thành, tôi rất thích tòa thành thị này. Những lời này đối với hạng kinh nghiệm xa trường như Ximenai thì nói ra không hề có gì khó khăn. Nghe rất khách khí, nhưng không nói ra được nội dung thực tế gì cả. Tả Viên Chiêu mỉm cười, đa tạ lời bình của Ximenai tiên sinh về Giang Thành của chúng tôi, không biết ông có cái nhìn gì về nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Ximenai chậm rãi hạ chén rượu xuống, nói cơ sở nhà xưởng yếu kém, thiết bị lạc hậu, trình độ công nghệ của công nhân bình thường, trình độ quản lý không tốt, đồ sản xuất ra toàn là loại hàng vứt đi. Khi Thường Lăng Phong phiên dịch ra như những lời này, sắc mặt của Tào Chính Dương lập tức sầm xuống, mấy tên người Đức này con mẹ nó quá làm tổn thương người ta rồi, ngươi chỉ trích trình độ công nghệ của ta còn được, không ngờ còn nói trình độ quản lý của ta chẳng ra làm sao, ngươi con mẹ nó mới chỉ tham quan có hơn nửa ngày thì làm sao mà nhìn ra được trình độ quản lý của ta. Trong lòng thì tức giận nhưng ngoài miệng thì không dám nói gì. Tả Viên Chiêu cười ha ha, nói, Ximenai đúng là thẳng thẳng. Ông ta ý vị thâm trường nhìn Tào Chính Dương, lão Tào, nghe thấy chưa? Nhà máy của các anh còn phải cải tiến rất nhiều thứ đấy. Tào Chính Dương nói, phương Tây phương Đông văn hóa bất đồng, phương thức quản lý tất nhiên cũng khác nhau rồi. Thường Lăng Phong không phiên dịch câu này của y. Sau bữa trưa, Tả Viên Chiêu và Ximenai đi hội đàm,
Trương Dương và Thường Lăng Phong thì ngồi uống trà ở nhà khách, pha một bình Bích Loa Xuân, hai người vừa uống trà vừa nói chuyện. Trương Dương cũng không rõ thái độ của Ximenai, liền hỏi nhỏ, đám quỷ đức đó rốt cuộc là có ý gì? Thường Lăng Phong mỉm cười, phát sinh chuyện ngày hôm qua mà bọn họ vẫn tiếp tục khảo sát nhà máy máy móc công trình, chứng tỏ người Đức phân rất rõ sinh ý và những chuyện nằm ngoài sinh ý, đồng thời cũng chứng minh họ có hứng thú rất lớn đối với nhà máy máy móc công trình, tôi nghĩ chuyện này cũng chắc 8-9 phần rồi. Trương Dương hấp một ngụm trà, có thể thành công là tốt nhất, bớt cho tôi một việc. Ánh mắt của Thường Lăng Phong dừng trên mặt Trương Dương một lúc, hỏi nhỏ, chủ nhiệm Trương, tình tự của anh gần đây không tốt. Trương Dương nói, có thể là trước Tết nhiều việc quá, đột nhiên nhàn rỗi lại thấy không quen. Thường Lăng Phong gật đầu, trong lòng thì hiểu rõ nguyên nhân khiến tinh thần của Trương Dương xuống thấp là gì, gã chuyển đề tài, phương pháp đả tọa mà anh dạy tôi quả thật rất hữu hiệu, trạng thái thân thể của tôi gần đây rất tốt, ngủ nghê cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương cười nói, tôi đã nói bệnh của anh chỉ là vặt vãnh thôi mà, hiện tại sức tốt rồi, định tung cánh bay đi à. Yên tâm, nhiệm vụ chiêu thương mà anh giao cho tôi năm nay tôi nhất định sẽ hoàn thành. Trương Dương nói, Tiếu Quế Đường mấy ngày nay bám dính lấy anh, có phải là định xin chia phần thành quả chiêu thương tập đoàn Hải Đức không? Thường Lăng Phong cười nói, không có công lao thì cũng có khổ lao mà, nếu thật sự thành công, vẫn phải chia cho gã một phần thành tích. Trương Dương không phát biểu ý kiến. Thường Lăng Phong lại nói, hôm nay Phó Thị trưởng Nghiêm đề xuất vấn đề năm sau tới châu Âu khảo sát chiêu thương, phòng chiêu thương chúng ta chính là chủ lực, Trương Dương có tính toán gì không? Trương Dương hiện tại nào có tâm tư để suy nghĩ chuyện này, đưa người ra sau, thở dài một hơi, nói, tôi hiện tại chẳng muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn mấy ngày Tết được nghỉ ngơi thoải mái. Có một chuyện thủy chung vẫn vây khốn hắn, mùng một Tết rồi mà hắn vẫn chưa tới Văn gia chúc Tết, theo lý mà nói thì thế là không đúng, dẫu sao thì Văn Quốc Quyền và La Tuệ Ninh cũng là cha mẹ nuôi của hắn. Đây cũng không phải là Trương Dương sơ suất, mà là vì chuyện Vương Thông Văn Linh khiến quan hệ giữa Văn gia và Trương Dương biến thành khó xử. Hắn sợ gọi điện thoại tới chỉ tổ làm ảnh hưởng tới tâm tình của người ta. Thường Lăng Phong đứng dậy, nói, anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem tình hình. Trương Dương gật đầu, Thường Lăng Phong vừa đi, điện thoại của hắn đổ chuông, Trương Dương bắt máy, là La Tuệ Ninh gọi tới. Câu đầu tiên của La Tuệ Ninh là trách Trương Dương à, mùng một Tết phải để mẹ gọi điện chúc Tết con trước ư. Trương Dương nghe thấy giọng nói của La Tuệ Ninh, trong lòng nóng lên. Nhất thời bất động không biết nên nói gì. La Tuệ Ninh tựa hồ như rất tức giận, trong thiên hạ có kẻ làm con như con không hả? Trương Dương nói, mẹ nuôi, con xin lỗi, tối qua con phải tiếp khách Đức tới tận sáng, con cũng vừa mới tỉnh lại, vừa cầm điện thoại lên định gọi điện thoại cho mẹ thì mẹ lại gọi cho con trước. La Tuệ Ninh nói, thằng nhóc con, lừa mẹ à? Con đâu dám, mẹ nuôi, hay là con dập đầu với mẹ nhé, nhưng mà mẹ cũng không thấy phải không? La Tuệ Ninh nói, thôi cho con nợ, lần sau dập. Trương Dương dạ một tiếng rồi hỏi khẽ chị Linh sao rồi mẹ. Nhắc tới Văn Linh, giọng của La Tuệ Ninh lộ ra mấy phần buồn chán, nghe bác sĩ nói, lần này so với lần trước còn nặng hơn, đã không có hy vọng tỉnh lại nữa rồi, mẹ và cha nuôi của con đã thương lượng, quyết định cứ để cho nó ngủ, có lẽ tương lai có một ngày nó sẽ tỉnh lại. Trương Dương nói, con xin lỗi. La Tuệ Ninh bảo, đừng nói những lời như vậy. Trương Dương, mẹ biết, gần đây trong lòng con cũng không được dễ chịu gì, cú điện thoại này, mẹ sớm đã muốn gọi cho con rồi, nhưng mẹ cũng không biết nên nói gì với con. Bà ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, Trương Dương, con phải nhớ câu này, trong lòng mẹ, con vĩnh viễn là con trai tốt của mẹ, điểm này trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Trương Đại Quan Nhân vốn tự cho rằng tình cảm đã tu luyện tới trình độ thủy hỏa bất xâm, nhưng vẫn bởi vì câu nói này của La Tuệ Ninh mà cảm thấy kích động. Mẹ nuôi. La Tuệ Ninh nói, có thời gian thì tới Bắc Kinh chơi với mẹ. Mẹ nuôi. Sao, lớn vậy rồi không phải vẫn khóc nhè đấy chứ? Trương Dương nói, năm mới vui vẻ. Chương 280, năm mới bắt đầu. Cùng là năm mới, nhưng có người vui có người buồn. Phó quản đốc nhà máy máy móc công trình Trương Truyền Nghĩa bị dẫn tới Cục Công an, thông qua loại bỏ điều tra, hiện tại tất cả nghi vấn đều khóa chặt trên người gã. Trương Truyền Nghĩa vừa tiến vào Cục Công an đã sụp đổ. Không bao lâu liền thật thà khai báo chuyện đầu độc lần này. Người tới tập đoàn An Đại Hàn Quốc khảo sát sớm nhất là gã, quan hệ của gã với phía Hàn Quốc rất tốt, trong quá trình đàm phán giữa hai bên, gã từng nhiều lần tiết cơ mật nội bộ của nhà máy máy móc công trình cho tập đoàn An Đại Hàn Quốc, từ đó giành được lợi ích không nhỏ.
Mắt thấy hợp tác sắp thành công, ai ngờ giữa được lại giết ra tập đoàn Hải Đức, Trương Truyền Nghĩa sợ hợp tác không thành công, chuyện mình nhận hối lộ của phía Hàn Quốc vỡ lở, cho nên quyết định bí quá hóa liều. Có điều trong chuyện hạ thuốc chuột này gã rất ngu xuẩn, cho rằng nắm vững phân lượng thì sẽ không bị người ta tra ra, không ngờ sau cùng vẫn bị bắt. Vinh Bằng Phi cũng không ngờ đang tra án đầu độc lại tra ra một vụ án gián điệp thương nghiệp, Tả Viên Chiêu sau khi biết chuyện này thì tức đến nỗi vỗ bàn ầm ầm, chẳng trách phía tập đoàn An Đại Hàn Quốc lại hiểu rõ tình hình của bên mình như vậy, thì ra là có nội gián. Tả Viên Chiêu đương nhiên là chút nộ hỏa lên đầu Tào Chính Dương, gọi Tào Chính Dương tới trước mặt, hùng hổ mắng cho hơn nửa tiếng đồng hồ. Tào Chính Dương tuy biết Trương Truyền Nghĩa có giao dịch ngầm với người Hàn Quốc, nhưng y cũng nhận một số quà của Trương Truyền Nghĩa, quà tuy không tính là quý giá, nhưng hiện tại Trương Truyền Nghĩa bị bắt. Vốn Tào Chính Dương còn ôm một tia hy vọng cuối cùng với tập đoàn An Đại Hàn Quốc, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, y đã triệt để đoạn tuyệt ý định hợp tác với tập đoàn An Đại. Tả Viên Chiêu tức giận nói, loại người như Trương Truyền Nghĩa, chính là hán gián của thời đại này, bán đứng lợi ích của nhà máy, bán đứng lợi ích của quốc gia, còn có liêm sỉ nữa không? Còn có lương tâm nữa không? Tào Chính Dương chỉ biết ngoan ngoãn đứng nghe. Tả Viên Chiêu nói, tập đoàn An Đại dùng thủ đoạn này, bất kể là xí nghiệp của họ có thực lực gì thì chúng ta cũng không thể hợp tác với họ được nữa. Chúng ta chiêu thương dẫn tư, cái cần nhất chính là bạn làm ăn thật sự chân thành, có thể giữ gìn lợi ích chung chứ không phải là loại người dựa vào thủ đoạn tam lưu, dựa vào tình báo thương nghiệp để duy hộ lợi ích tư nhân. Tào Chính Dương liên tục gật đầu, thị trưởng Tả, tôi cũng nghĩ vậy, trước đây chúng ta chưa hiểu biết đủ về tập đoàn An Đại, sau khi hiểu được dụng tâm của họ, chúng ta không thể tiếp tục hợp tác với họ nữa. Tả Viên Chiêu nói, anh đó, thân là người đứng đầu một nhà máy mà lại thiếu hiểu biết về tình hình bên dưới, nếu như không phải là có chuyện của tập đoàn Hải Đức thì làm sao mà tìm ra được chuyện ẩn đằng sau, nếu như hợp tác với tập đoàn An Đại Hàn Quốc, anh chẳng khác nào là bán rẻ nhà máy máy móc công trình một cách hồ đồ. Lưng Tào Chính Dương đã đẫm mồ hôi lạnh, chuyện này e rằng y khó mà đùn đẩy được trách nhiệm. Tả Viên Chiêu lại nói, kiểm điểm lại bản thân đi, nội bộ nhà máy có thể không phải chỉ có một mình Trần Truyền Nghĩa có vấn đề đâu, anh về tra cho rõ rồi nhanh chóng báo lại cho tôi. Tào Chính Dương nói, thị trưởng Tả yên tâm, tôi nhất định sẽ kiểm điểm lại bản thân. Tả Viên Chiêu vào chiều ngày hôm đó lâm thời mở một cuộc họp, người tham gia hội nghị là những người tham dự tiệc chiêu đãi tập đoàn Hải Đức. Tình tự của Tả Viên Chiêu không bởi vì chuyện của Trần Truyền Nghĩa mà bị ảnh hưởng, dẫu sao thì chuyện này cũng tra ra được manh mối rồi, hơn nữa không tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Ông ta mỉm cười, nói, hôm nay là mùng một Tết, bởi vì khách Đức tới thăm, mọi người vẫn chưa được nghỉ ngơi, thời gian đáng ra nên ở cùng với gia đình thì lại phải tiếp khách Đức, các đồng chí khổ cực rồi. Tất cả mọi người đều đồng thời vỗ tay. Tả Viên Chiêu cười nói, năm mới không khí mới. Ngày đầu tiên của Tân Xuân chúng ta lại nỗ lực vì sự phát triển cải cách của Giang Thành, tôi cho rằng loại phụng hiến này là đáng giá, trong lòng mọi người sẽ không có bất kỳ lời oán thán nào, các bạn nói có phải không? Tất cả mọi người đều cười ầm lên. Tả Viên Chiêu cười nói, mỗi một người thêm 100 đồng tiền tăng ca, cầm về ngoan ngoãn giao cho vợ đi. Sự hài hước của ông ta lại dẫn tới một tràng cười. Tả Viên Chiêu nói, vừa rồi tôi đã tiến hành một cuộc nói chuyện với quan chấp hành thủ tịch của tập đoàn Hải Đức Simenai tiên sinh, ông ta rất hài lòng với nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Hai ngày tiếp theo họ sẽ tiến hành khảo sát tổng thể hoàn cảnh đầu tư của Giang Thành chúng ta. Hơn nữa, ông ấy đã chính thức đề xuất lời mời, mời chúng ta tới tham quan tập đoàn Hải Đức. Tả Viên Chiêu rất thích thời dừng lại, cầm chén trà lên uống một ngụm rồi lại nói, vào năm ngoái chúng ta đã đề xuất khẩu hiệu, mời tới và ra ngoài. Đoàn khảo sát kinh mậu tới châu Âu của chúng ta cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà gặp trở ngại. Sau Tết, tôi định chuẩn bị lại chuyện này, chỉ có ra ngoài thì mới có thể nhìn thấy được kinh nghiệm tiên tiến của nước khác, mới có thể nhìn thấy sự chênh lệch giữa chúng ta và những quốc gia tiên tiến khác, mới có thể mở rộng được lối suy nghĩ của chúng ta. Đoàn khảo sát kinh mậu của chúng ta lấy xí nghiệp làm chủ, vậy giao cho Phó Thị trưởng Nghiêm phụ trách, sau Tết các anh mau chóng tổ chức việc này, thực sự là không thể kéo dài được nữa. Nghe thấy sắp có đoàn khảo sát kinh mậu, các nhân viên dự họp bắt đầu nhỏ giọng giao lưu. Tả Viên Chiêu nói, tuy phát sinh một khúc xen giữa, nhưng công tác tiếp đãi tập đoàn Hải Đức của chúng ta trên cơ bản vẫn thuận lợi, bọn họ chắc còn ở Giang Thành thêm 2 ngày, công tác cụ thể do Phó Thị trưởng Nghiêm phụ trách, mọi người cực khổ cả ngày chắc mệt rồi, chúng ta giải tán, chú ý giữ thiết bị liên lạc được thông suốt. Trương Dương giao nhiệm vụ tiếp đãi tập đoàn Hải Đức cho Thường Lăng Phong, hiện tại hắn đã nhẹ nhõm rồi. Cú điện thoại của La Tuệ Ninh đã tháo mở nút thắt trong lòng hắn,
tâm tình buồn bực của Trương Dương nhiều ngày nay bắt đầu biến thành thoải mái hơn. Nhìn đồng hồ, 14 giờ chiều, Trương Dương gọi điện thoại cho Sở Yên Nhiên và bà ngoại ông ngoại đang ở thành phố Kinh Sơn, Sở Yên Nhiên bảo hắn đừng bôn ba nữa, về Tĩnh An nghỉ 2 ngày rồi Tết Nguyên Tiêu lại về Giang Thành. Trương Dương gác điện thoại, nhìn thấy Tả Viên Chiêu và Nghiêm Tân Kiến hai người đang đứng ở cạnh bồn hoa nói chuyện. Ánh mắt của Tả Viên Chiêu và gã chạm nhau, vẫy vẫy tay với hắn, tỏ ý bảo hắn bước tới. Trương Dương đi tới trước mặt hai người, cung kính nói, chào thị trưởng Tả, chào phó thị trưởng Nghiêm. Tả Viên Chiêu cười nói, lần này chuyện của tập đoàn Hải Đức may mà có cậu. Trương Dương nói, không có gì, vốn là chuyện trong phạm trù công tác của tôi mà. Tả Viên Chiêu nói, chúng tôi đang nói tới chuyện của đoàn khảo sát Kinh Mậu tới châu Âu, đoàn khảo sát lần này do phó thị trưởng Nghiêm đứng đầu, người đầu tiên mà anh ấy chọn chính là cậu. Trương Dương biết Nghiêm Tân Kiến là đang bán nhân tình cho mình, có điều hắn thân là người đứng đầu phòng cải cách xí nghiệp và phòng chiêu thương, đoàn khảo sát Kinh Mậu không có hắn mới là lạ. Nghiêm Tân Kiến cười nói, Trương Dương, lần này gánh nặng mà thị lý giao cho chúng ta không nhẹ đâu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đều giao xuống rồi, nếu như chúng ta không lôi kéo được hạng mục đầu tư, quay về sẽ phải chịu phạt đấy. Trương Dương nói, tôi còn tưởng là chuyện gì tốt, được, phó thị trưởng Nghiêm, đợi khi tới châu Âu du lịch thì ngài hẵng gọi tôi, lần này thì thôi nhé. Nghiêm Tân Kiến vừa nghe thấy vậy liền quính lên, sao có thể như vậy được. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Trương Dương, lập tức hiểu ra là hắn đang cố ý trêu mình, cười ha ha lắc đầu, nói cậu đi cũng được, mà không đi cũng được. Lần này quan tiên phong của đoàn khảo sát chính là cậu. Trương Dương nói, tôi chỉ là hạng tay chân, lãnh đạo phái tôi đi thì tôi cũng chỉ có thể đáp ứng, có điều tôi phải mang Thường Lăng Phong đi cùng. Nghiêm Tân Kiến nói, còn cậu cậu nói nữa à, anh ta là một nhân tài. Tả Viên Chiêu cũng gật đầu, nói Trương Dương, thật sự nhìn không ra cậu còn là một bá nhạc. Ngay cả loại nhân tài xuất sắc như Thường Lăng Phong cũng bị cậu mua chuộc. Trương Đại Quan Nhân không khỏi đắc ý cười nói, tôi là lấy đức phục người thôi. Tả Viên Chiêu cười nói, lấy đức phục người ư, cậu thật sự làm được vậy thì tốt. Nghiêm Tân Kiến nghĩ thầm, lấy bạo chế bạo thì tôi tin, còn lấy đức phục người thì thật là nực cười. Y bởi vì còn có nhiệm vụ phải an bài cho nên xin đi trước. Trương Dương cùng Tả Viên Chiêu đi về bãi đỗ xe. Tả Viên Chiêu hữu ý mà như vô ý nói, chúc Tết tỉnh trưởng Tống chưa? Trương Dương nói, sáng nay bận nhiều việc quá cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho bí thư cố, tỉnh trưởng Tống để chúc mừng, điện thoại của họ cũng khó gọi lắm. Tả Viên Chiêu cười cười, trong lòng rất hâm mộ, tuy ông ta cũng muốn trực tiếp tới chúc Tết cố Doãn Chi, Tống Hoài Minh, nhưng quan hệ vẫn chưa tới mức đó, suy nghĩ kỹ càng thì vẫn quyết định không mạo muội gọi điện. Tả Viên Chiêu nói, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho bí thư Đỗ. Anh ta 2 ngày nữa sẽ quay về. Trương Dương thở dài, nói, bí thư Đỗ là một hiếu tử, chuyện này đã đả kích anh ta rất mạnh. Tả Viên Chiêu nói, bí thư Đỗ là một người kiên cường, tôi tin anh ta sẽ thoái khỏi bi thương, nhân dân Giang Thành của chúng ta còn đang đợi anh ta. Ông ta vốn muốn hỏi tình huống của Trương Dương với Văn Gia, nhưng lời nói tới miệng thì lại cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc này điện thoại của ông ta đổ chuông, là đại ca Tả Ủng Quân của ông ta gọi về ăn cơm. Tả Viên Chiêu gác điều thoại rồi đề xuất lời mời với Trương Dương, anh trai tôi gọi tôi về ăn cơm, đi cùng nhé. Trương Dương cười cười lắc đầu, tôi không làm phiền gia đình các vị tụ hội, đúng rồi, Hiểu Linh về chưa? Đoạn thời gian gần đây hắn rất ít liên hệ với Tả Hiểu Tình, cho nên không rõ tin tức của cô ta. Tả Viên Chiêu cười nói, vốn nói là sẽ về, nhưng đột nhiên muốn cùng với mấy người bạn học tới Canada trượt tuyết, cho nên quyết định đón năm mới ở bên đó. Trương Dương gật đầu rồi chia tay với Tả Viên Chiêu, hắn đã đáp ứng tối nay ăn cơm với Tần Thanh, lái xe tới cửa Tần gia, phát hiện xe cảnh sát của Tần Bạch cũng đỗ ở đó. Lúc Trương Dương đi tới cửa vừa hay nhìn thấy một cô gái mặc áo nhung màu đỏ đi ra, Trương Dương thấy cô gái này có mấy phần quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô gái đó cười nói với Trương Dương, tới rồi à? Trương Đại Quan Nhân ngơ ngác, thầm nghĩ mình nổi tiếng ghê, ai cũng nhận ra mình. Tần Bạch nghe thấy động tĩnh liền bước ra khỏi cửa, cười nói, Trương Dương, anh sao giờ mới tới? Trương Dương chỉ vào bóng lưng của cô gái đó, hỏi, ai thế? Mặt Tần Bạch không ngờ lại đỏ lên, nói, Trầm Vi. Bạn gái em. Trương Dương cười ha ha, nói, đường rồi, thằng nhóc, 2 ngày không gặp không ngờ lại cưa được gái rồi. Tần Thanh nghe thấy giọng nói của Trương Dương cũng bước ra, cười nói, Trầm Vi đúng là rất khá, tầm mắt của Tiểu Bạch được phết.
Trương Dương nói, tôi sao cảm thấy có chút quen quen. Tần Thanh trừng mắt lườm hắn, trên trời dưới đất phàm là gái sinh anh đều quen hết phải không? Trương Dương cười xấu hổ. Tần Bạch nói, anh từng gặp cô ấy rồi, nhớ chuyện lúc trước chị tôi bị bắt cóc, hai người chúng ta tới bệnh viện tâm thần không? Trương Dương được hắn nhắc nhở, đột nhiên bừng tỉnh, Trầm Vi là tiểu hộ sĩ đó. Tần Bạch đỏ mặt gật đầu, chính là người giật giấy tờ cảnh sát của em đấy. Trương Dương cười nói, ối chà, cô tiểu hộ sĩ này cường hãn lắm đấy. Sau này cậu kiểu gì cũng chịu khổ. Tần Thanh cười nói, em nói nè Trương Dương, anh lớn vậy rồi mà còn nói xấu người ta sau lưng à. Trương Dương cười nói, anh không nói nữa, chú Tần đâu. Tần Thanh không nhịn được cười, cha em đi thấy Tần Bạch dẫn bạn gái tới, cao hứng như trẻ con, ông ấy đang tự mình làm cơm. Trương Dương gật đầu, theo hai chị em họ vào trong nhà uống trà nói chuyện, Trầm Vi đi mua dầu về, cầm tạp dề rất thành thạo mặc lên người, tới phòng bếp giúp đỡ, Tần Thanh rất hài lòng với cô em dâu tương lai này, nói nhỏ Tiểu Bạch đã đến thăm cha mẹ cô ấy chưa? Tần Bạch gật đầu, cha mẹ cô ấy bạn thịt lớn, có một ông anh bán thủy sản. Trương Dương cười nói, tốt quá, sau này không phải lo về thức ăn. Tần Truyền Lương từ bên ngoài bước vào, chỉ cần con gái nhà người ta tốt, quan tâm tới xuất thân gia đình làm gì. Vào thời đại cách mạng văn hóa các con đều là năm phần tử xấu. Nếu đổi là hiện tại thì có con gái nhà ai bằng lòng theo con. Tần Bạch nói, con có nói gì đâu. Tần Thanh đứng dậy vào phòng bếp giúp đỡ Trầm Vi, Tần Bạch và Trương Dương dọn bàn, bên này, Trầm Vi đã bưng thức ăn ra. Trương Dương ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, không khỏi khen, ra phòng khách vào phòng bếp, Tần Bạch, đây là phúc khí cậu tu được từ kiếp trước đấy. Trầm Vi đỏ mặt quay người bước ra. Tần Truyền Lương nói, Trương Dương, con gái nhà người ta ra mặt mỏng lắm. Trương Dương cười nói, chú Tần, chú chưa gì đã bảo vệ con dâu rồi, cháu không nói nữa, không nói nữa. Chủ nghệ của Trầm Vi không tồi, Trương Dương ăn mà khen luôn miệng, Tần Truyền Lương tâm tình rất tốt, phá lệ uống mấy chén. Người ta uống hơi nhiều, tất nhiên cũng nói nhiều hơn, ông ta hỏi, Tiểu Vi, khi nào hẹn cha mẹ cháu tới đây ăn bữa cơm đi, để hai nhà chúng ta được gặp mặt. Trầm Vi đỏ mặt gật đầu. Tần Thanh tặng bao lì xì cho cô ta, gặp em dâu tương lai dẫu sao cũng phải tỏ ý một chút. Tần Truyền Lương nói, lúc nào thì Tiểu Thanh giải quyết được vấn đề cá nhân thì ta cũng không còn gì phải tiếc nuối. Tần Thanh mặt đỏ bừng, cha ở trước mặt Trương Dương nói vậy, rõ ràng là đang ám chỉ. Cô ta cầm chén rượu lên, nói, sự nghiệp và tình cảm không thể vẹn cả đôi đường, cha đừng lo lắng nhiều. Trương Dương nói, chị Thanh, đợi chị sau này làm quan chán rồi, đột nhiên muốn tìm ai đó, em nếu chưa kết hôn thì có thể nghĩ tới em không? Tần Thanh trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài miệng thì giả vờ gắt, thằng bé con nói năng linh tinh gì thế. Nhưng giọng nói của cô ta có chút run rẩy, ngay cả Tần Bạch cũng nhìn ra là tình tự của chị mình có biến hóa. Kỳ thực người của Tần gia đều biết quan hệ giữa Trương Dương và Tần Thanh rồi, có điều hai người họ không chịu thừa nhận nên họ cũng không tiện hỏi. Điện thoại của Tần Thanh đổ chuông, cô ta ra ngoài nghe, mượn cơ hội để che giấu sự xấu hổ ở trong lòng. Tần Thanh sau khi nhận được điện thoại thì quay lại, vẻ mặt biến thành vô cùng ngưng trọng, nói, không ổn rồi, nhà máy hàng hóa thường ngày của Lam Sơn xảy ra sự cổ cháy nổ, tôi phải lập tức về xử lý. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Tần Truyền Lương thở dài, con gái hôm qua vừa về hôm nay đã lại phải gì, trong lòng ông ta tất nhiên thấy buồn. Trương Dương nói, em đưa chị đi. Tần Thanh gật đầu, cô ta về phòng thu dọn qua loa rồi lên xe Jeep của Trương Dương, tới bến xe lửa đi, em bắt chuyến tàu 6 rưỡi. Trương Dương mở máy, chuyến tàu lúc 6 rưỡi hình như phải 5 giờ sáng mới tới nơi. Tần Thanh gật đầu, nói, chỉ có mỗi chuyến tàu đó thôi, anh đi mau lên đi, muộn một chút là không thể bắt kịp chuyến tàu đâu. Trương Dương cười nói, sao mà muộn được? Tần Thanh không hiểu, nhìn hắn nói, chỉ còn 25 phút thôi, từ nhà em lái xe chạm xe lửa cũng mấy 15 phút rồi, anh mau lên chút có được không? Anh không phải là cố ý chậm trễ chứ hả, gấp lắm đó, em phải trở về. Trương Dương nói, xe không có xăng, anh đi đổ xăng cái đã. Tần Thanh thở dài, em đi bắt xe. Cô ta đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng lại bị Trương Dương kéo lại, Thanh, đừng gấp, có anh ở đây mà. Anh ở đây thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Đừng quên, anh vĩnh viễn là thiên lý nhãn của em. Tần Thanh hiểu ra ý của hắn, anh muốn chở em tới Lam Sơn. Trương Dương gật đầu, còn 2 ngày nghỉ nữa, anh đưa em đi. Tần Thanh từ sâu tận đáy lòng cũng muốn được ở cạnh Trương Dương nhiều hơn,
nghe nói hắn muốn chở mình tới Lam Sơn thì trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Cô ta gật đầu, nói, được, chúng ta thay nhau lái xe, mau tới Lam Sơn nào. Từ Giang Thành tới Lam Sơn đi cũng mất 600 dặm, may mà hiện tại đang là Tết âm lịch, xe trên đường rất ít, xe có thể đi với tốc độ cao, hai người thay nhau lái xe, 12 giờ rưỡi tối thì đã đến Lam Sơn. Việc đầu tiên mà Tần Thanh là sau khi tới Lam Sơn chính là tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Lam Sơn, đi thăm hỏi tình hình của người bị thương. Trương Dương đưa cô ta với Bệnh viện Nhân dân Lam Sơn, còn mình thì ở trong khách sạn Phượng Nguyên cách đó không xa. Ở trong TV nhìn thấy, sự cố nổ nhà máy hàng hóa thường ngày Lam Sơn đã khiến cho 17 người bị thương, may mà không có ai tử vong, bởi vì nhà máy nằm ở khu phát triển, Tần Thanh lại vừa hay phân quản khối này, cho nên cô ta phải xử lý chuyện này. Trương Dương gọi điện thoại cho Tần Thanh, nói số phòng của mình cho cô ta. 4 giờ sáng, Tần Thanh mới gõ cửa phòng hắn, Trương Dương mở cửa phòng, Tần Thanh mang theo hàn ý từ bên ngoài ùa vào trong lòng hắn. Trương Dương ôm lấy Tần Thanh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta, nói, không sao, có anh ở đây mà. Tần Thanh có chút mệt mỏi gật đầu, cô ta trước tiên đi tắm rửa, sau đó dùng khăn tóc quấn quanh người rồi ngồi xuống mép giường. Trương Dương hỏi, tình hình sao rồi? Tần Thanh nói, cũng không đến nỗi quá xấu, 17 công nhân bị thương đều hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nguyên nhân của sự cố là thao tác không thỏa đáng dẫn tới. 8 rưỡi sáng mai thị ủy mở cuộc họp thường ủy để thảo luận chuyện này. Trương Dương nhìn đồng hồ, cách lúc họp còn không tới 4 tiếng, liền quan tâm nói, em đi ngủ đi. Nghỉ tốt thì sáng mai mới có tinh thần mà họp. Tần Thanh nói, em không mệt, anh cùng em đi xa như vậy mà em không có thời gian ở cùng anh. Trương Dương cười nói, sao? Trong lòng có phải là rất cảm động, muốn báo đáp anh không? Tần Thanh gật đầu, hạ thấp giọng, nói, em muốn lấy lòng anh, muốn anh vui vẻ cao hứng. Trương Dương nắm lấy góc khăn tắm của cô ta, nhẹ nhàng kéo xuống, khăn tắm từ trên người Tần Thanh nhẹ nhàng trượt xuống. Trương Dương nói, đây là quà năm mới mà anh muốn. Tần Thanh bắt đầu ý thức được công phu đả tọa điều tức mà Trương Dương dạy cho cô ta đã thay đổi thể chất của cô ta. Cô ta tuy một đêm không ngủ, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Cô ta năm nay đã 29 tuổi rồi, vậy mà vẫn có da thịt mịn màng đến thiếu nữ 18 cũng phải hâm mộ. Cô ta tin rằng, nam nhân mà mình yếu tuyệt không phải là một nam nhân bình thường. Bí thư thị ủy Lam Sơn Chu Vũ Dương bước vào phòng họp sau cùng, năm mới năm me mà gặp phải chuyện này, khiến cho tầng lớp lãnh đạo thành phố Lam Sơn vô cùng bực bội. Chu Vũ Dương sau khi ngồi xuống liền gật đầu với các vị thường ủy, sau đó nói, hôm nay triệu tập mọi người tới đây mở cuộc họp, chủ yếu là vì chuyện của nhà máy hàng hóa thường ngày. Hôm qua nhà máy phát sinh vụ nổ, tạo thành tổn thất rất lớn, tuy không có nhân viên tử vong, nhưng chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng xấu cho nhà máy, lại thêm chuyện này xảy ra vào đúng ngày Tết càng gây chấn động cho Lam Sơn. Quốc gia đề xướng trong ngày Tết nhất định phải an định tường hòa, chuyện của nhà máy hàng hóa thường ngày của Lam Sơn lần này đã xóa sách thành tích trăm ngày sản xuất an toàn không có sự cố của khu phát triển. Tần Thanh nói, sự cố cháy nổ của nhà máy hàng hóa thường ngày lần này tôi cũng có một phần trách nhiệm, là tôi không xử lý tốt vấn đề an toàn sản xuất của khu phát triển. Vì thế, tôi xin tỏ ý xin lỗi với các vị thường ủy ngồi đây. Thị trưởng Thường Tụng nói, trước tiên đừng nói xin lỗi vội, khu phát triển tuy thuộc phạm vi phân quản của cô, nhưng vấn đề an toàn không phải là trách nhiệm của cá nhân cô, và lại chuyện của nhà máy là ngoài ý muốn, có quan hệ trực tiếp tới vấn đề quản lý của bản thân nhà xưởng. Chúng ta tuy phải truy cứu trách nhiệm, nhưng cũng không thể truy cứu trách nhiệm một cách mù quáng. Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Minh nói, tôi tán đồng với ý kiến của thị trưởng Thường, chuyện này tốt nhất vẫn phải là truy trách nhiệm đúng người. Y nói xong câu này mới phát hiện xung quanh không có ai hưởng ứng, lúc này mới cảm thấy có chút không đúng, đột nhiên nhớ tới phó quản đốc nhà máy hàng hóa thường ngày Lam Sơn chính là Thường Hải Thiên, con trai của Thường Tụng, hình như gã còn phụ trách sản xuất. Truy trách nhiệm đúng người không phải là trực tiếp đốt đuốc lên đầu của Thường Hải Thiên ư? Ngô Minh đột nhiên cảm thấy bất an, mình trước giờ luôn tinh minh, sao lần này lại nói một cách không suy nghĩ như vậy như? Thường Tụng nói, Tiểu Tần, chuyện của nhà máy hàng hóa thường ngày Lam Sơn phải điều tra cho rõ, đưa tài liệu phản diện cho các xí nghiệp lớn của Lam Sơn, bảo bọn họ nhất định phải chú ý tới vấn đề an toàn sản xuất. Tần Thanh gật đầu. Bí thư thị ủy Chu Vũ Dương nói, xin lỗi không phải là mục đích. Dụng ý chân chính của chúng ta là khiến tất cả xí nghiệp của nhà máy Lam Sơn đặt vấn đề an toàn sản xuất lên hàng đầu, phát triển kinh tế rất quan trọng, nhưng phải dưới tiền đề an toàn và hài hòa, hiện tại là lúc năm mới, tôi cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa. Tần Thanh,
khu phát triển là phạm vi phân quản của cô, chuyện này nhất định phải xử lý cho tốt, cố gắng để người nhà của người bị thương cảm thấy hài lòng, đừng tạo thành ảnh hưởng xã hội không tốt. Sau khi tan họp, Thường Tụng đặc biệt tới tìm Tần Thanh, Tiểu Tần. Tần Thanh cung kính nói, thị trưởng Thường, ngài tìm tôi có việc gì vậy? Thường Tụng nói, không phải nói về Giang Thành đón năm mới ư. Tần Thanh cười nói, nghe nói tới chuyện này, tôi lập tức ngay đêm chạy từ Giang Thành về đây. Thường Tụng gật đầu, nói cô đúng là chuyên nghiệp, kỳ thực chuyện này cũng không cần cô phải tới gấp như vậy, không có thương vong, cũng không phải là trách nhiệm của cô. Thị trưởng Thường, thân là phó thị trưởng được phân quản khu khai phá, tôi phải có trách nhiệm. Thường Tụng lắc đầu, tôi không phải đã nói rồi ư. Y thở dài, chuyện này nếu nói tới trách nhiệm thì phải là trách nhiệm của Hải Thiên, nó là quản đốc sản xuất. Tần Thanh tuy biết rõ Thường Hải Thiên lần này khẳng định phải chịu trách nhiệm, dẫu sao thì tất cả mọi người đều phải nể mặt Thường Tụng, chuyện này không tiện nói ra. Thường Tụng nói, mọi người không nói là bởi vì tất cả đều nể mặt tôi, chuyện nên xử lý thế nào thì cứ xử lý thế nấy, yên tâm đi, bản thân tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy, ở cửa thang máy gặp Thường Hải Tâm, con gái của Thường Tụng, Thường Hải Tâm ôm một chồng văn kiện, nhìn thấy Tần Thanh trước tiên hỏi thăm một câu, sau đó lại gọi một tiếng cha. Thường Tụng nói, con Tăng Ca à? Thường Hải Tâm bảo, con Trực. Thường Tụng gật đầu, cha đi trước, con và Tần Thanh nói chuyện đi. Thường Hải Tâm cùng Tần Thanh đi tới phòng làm việc, nói thị trưởng Tần, rất nhiều hãng truyền thông đã đề xuất phỏng vấn về vụ nổ của nhà máy hàng hóa Thường Ngày, chị thấy. Tần Thanh nói, em đi an bài đi, chiều nay chị sẽ để họ phỏng vấn. Thường Hải Tâm nói nhỏ, thị trưởng Tần, chuyện này rất nghiêm trọng phải không? Tần Thanh nói, thời gian Tết âm lịch coi trọng nhất là vấn đề an toàn, chuyện này lần này quả thực đã mang tính chất điển hình rồi. Thường Hải Tâm không hỏi có chút lo lắng, chuyện này khẳng định là liên quan tới anh cả của cô ta. Cô ta thở dài, nói anh trai em từ tối hôm qua xảy ra chuyện cho tới giờ chưa về, vẫn ở trong nhà xưởng xử lý công việc. Tần Thanh gật đầu. Lúc này Trương Dương gọi điện thoại tới, Tần Thanh bắt máy, cố ý giả vờ kinh ngạc nói, Trương Dương, cậu tới Lam Sơn rồi à? Thường Hải Tâm hơi ngây ra, không ngờ Trương Dương cũng tới Lam Sơn rồi. Tần Thanh nói như vậy là có dụng ý, Trương Dương tới Lam Sơn không thể nào cả ngày cứ trốn trong khách sạn được. Trương Dương ở đầu dây bên kia nghe thấy Tần Thanh nói vậy, lập tức ý thức được rằng bên cạnh cô ta có người, hơn nữa còn là người mà mình quen biết, hắn rất nhanh đoán ra là Thường Hải Tâm, bất giác bật cười, nói nhỏ, giả vờ giống quá nhỉ, có phải là thư ký Thường ở bên cạnh không? Tần Thanh thầm khen Trương Dương thông minh. Miệng thì vẫn nói, sao không báo trước một tiếng, tôi đang bận, chắc hôm nay không có thời gian tiếp cậu rồi, thế này đi, tôi để Hải Tâm tới đưa cậu đi chơi nhé. Thường Hải Tâm cũng là một cô gái thông minh, cô ta lập tức phát giác ra chuyện này có chút không phải là trùng hợp, Trương Dương vào năm mới tự dưng chạy tới Lam Sơn làm gì. Du lịch à, hắn tới Lam Sơn nhiều lần rồi, thăm bạn ư, hình như cũng không cần phải chọn đúng lúc này. Nghĩa tới Tần Thanh tối qua ngay đêm về Lam Sơn. Chẳng lẽ là hắn đưa tới? Thường Hải Tâm trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng thì không vạch trần. Theo cạnh Tần Thanh lâu như vậy rồi, lời đồn liên quan tới Trương Dương và Tần Thanh cô ta tất nhiên cũng nghe nói tới không ít, nhưng Trương Dương lại là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, chuyện này đã được nhiều người biết, còn quan hệ thật sự giữa Trương Dương và Tần Thanh, Thường Hải Tâm cũng không muốn tìm hiểu sâu, ấn tượng của cô ta đối với Trương Dương là người này rất có sức hấp dẫn, nhưng trong tình cảm cũng khó trách khỏi không được chuyên nhất. Bỏ qua quan hệ với Tần Thanh không nói tới. Quan hệ giữa hắn và Hà Hâm Nhan cũng rõ ràng là không tầm thường. Thường Tụng cũng biết quan hệ của Trương Dương với hai vị đại lão của tỉnh Lý, tuy cậu nói này của Trương Dương nghe chẳng đáng tin cho lắm, nhưng đặt y ở cùng một vị trí với Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh, khiến y cảm thấy vui thầm trong lòng, dù sao thì Trương Dương cũng không cần phải nịnh bợ y, mình ngược lại còn thiếu người ta một phần nhân tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 280.